Vâng, Hoàng Quý Sơn xin một lần nữa kính chào quý vị, tất cả các bạn đến với kênh Hoàng Quý Sơn Channel. Và như chúng kính chào tất cả các bạn nha. Như là chúng ta giới thiệu đó thì mình sẽ nói về cái vận hạn thiên không. Nếu mà các bạn biết hay là đã từng đi xem tử vi đó thì ai hầu như cũng đều sợ cái hạn thiên không. Thì mình đặt ra cái vấn đề là với vận hạn thiên không đó mình có nên kinh doanh hay không. Ok, nhưng mà cái điều trước tiên, trước khi chúng tôi muốn nói gì hết, thì thứ nhất thì chúng tôi xin kính chào tất cả các bạn đến với kênh Hoàng Quy Sơn và kính chúc các bạn một mùa Giáng sinh thật là an lành hạnh phúc. Toàn thể gia quyến của quý vị cũng đều như vậy, và cũng kính chúc cho tất cả mọi người trên toàn thế giới đều được an lành hạnh phúc, và đặc biệt cái bệnh corona mong là nó sẽ sớm chấm dứt. Thì cái vấn đề mà chúng ta biết đó, nếu mà các bạn đã từng xem tử vi thì hầu như ai cũng 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 sợ cái sao thiên không hết á, đúng không? Và họ đều bảo với các bạn là nếu mà các bạn đến cái vận hạn thiên không đó, thì nó sẽ rất là dễ phá sản. Mà cái này là sự thật, nó có đúng thật chứ không phải nó không đúng nha. Nhưng ở đây tôi xin nói cho các bạn hiểu rõ hơn. Nếu bạn nào đang ở trong cái vận thiên không hay là đang hành vận thiên không thì các bạn phải hiểu nó như thế này nè. Cái điều đầu tiên đó là mình cần phải để tôi xem thử coi âm thanh đồ của mình nó có tốt không nha. Trước khi mình nói xong thôi, nói đã một hồi rồi xong rồi nó không có gì hết trơn thì nó cũng uổng. Rồi, đây. Một giây là có ngay. Rồi, để xem cái âm thanh thế nào. Rồi, ok, âm thanh nghe good. Thì bây giờ đó, các bạn biết đó là nếu mà mình vào trong cái hạn thiên không, nó có một cái hai cái hạn thiên không, bởi người ta tại sao người ta gọi nó là cái hạn nó lưu manh. Sở dĩ mà nó lưu manh là như thế này nè. Nó sở dĩ nó lưu manh là như thế này. Khi mà bạn bước chân vào cái hạn thiên không đó thì bạn sẽ gặp rất rất là nhiều cái điều may mắn. Nhiều điều may mắn lắm nó đến với bạn. Trừ phi nào mà bạn trừ khi mà quý vị bước chân vào cái hạn thiên không đó, tất cả các cái sao xấu giống như là đã thiên không rồi còn thêm địa không, thiên hình, đại hao, tiểu hao, tất cả những thứ đó nó dồn vô một chỗ thì cái đó dĩ nhiên là vừa bước vào là chết liền vậy thôi. Không nói có nghĩa là phá sản liền hay thất bại liền thì mình không nói. Okay. Tất cả những cái sao xấu nó tập trung vào đó thì coi như mình chết chắc rồi. Cái đó mình không bàn. Ở đây là mình nói mình chỉ đi vào cái hạn thiên không mà nó vẫn có nhiều sao tốt. Tức là nó cũng có sao xấu nhưng mà nó vẫn có nhiều sao tốt. Thì xấu tốt nó trộn lộn nhưng mà sao tốt nó nhiều. Ok. Hoặc giả là các bạn đi vào cái hạn thiên không mà là tất cả đều là những cái sao tốt hết. Chỉ có một mình sao thiên không là xấu thôi. Hoặc giả là nó có thêm một cái sao nào nữa, đại khái là hơi hơi xấu thôi. Ok. Ví dụ vậy. Thì các bạn biết chắc chắn đó là khi mà mình đi vào như vậy, mình gặp cái thằng sao thiên không rồi đó, là mình sẽ gặp nhiều điều may lắm. Giống như người ta bưng của tới, người ta dâng hai tay cho mình để mà mình được phát tài. Tại cái sao thiên không này nó hay lắm, bởi vậy mình mới nói là lưu manh mà. Đó. Nó dụ mình để nó đưa mình lên một cái thế. Thí dụ như bây giờ tôi đặt giả thiết như vậy đi để cho bạn dễ thấy nè. Ví dụ bạn chỉ có được 10.000 đô la. Ok. Tức là ở Việt Nam mình tính ra khoảng đâu 200 triệu, 250 triệu gì đó. Đại khái cho 250 triệu đi. Thì nó chả có bao nhiêu hết, đúng không? Nhưng mà khi mà bạn tới cái vận thiên không đó,
tự nhiên nó gặp một cái cơ duyên may mắn nó đưa đẩy làm sao mà bạn đi ra bạn cầm 250 triệu đó, bạn đầu tư một phát bạn sẽ lên 2 tỷ rưỡi liền. Ok. Hoặc bạn có thể từ 250 triệu bạn đầu tư phát bạn lên 1 tỷ. Thế là bạn hoan hỷ nó vui mừng vô cùng lại ra đầu tư thêm phát nữa lên 3 tỷ, 2 tỷ. Ví dụ vậy. Và nó dụ bạn cứ tiếp tục, bạn cứ càng đầu tư bạn càng thành công. Đó. Và rồi những cái năm xấu đó bắt buộc từ từ nó sẽ tới. Cái thằng thiên không, cái hạng thiên không nó hay lắm, nó đưa bạn từ một cái thằng khố rách áo ôm để trở thành khá giả, để cái lòng tham của bạn đó nó càng lúc nó cứ càng tăng lên. À, mà khi mà bạn làm, thí dụ như từ bạn có 250 triệu à, bạn làm đầu tư phát lên 1 tỷ, đầu tư phát nữa lên 2 tỷ, đầu tư 5 3 phát nó lên được 7 8 tỷ, thí dụ vậy. Thế là cuộc đời bạn bây giờ, cái cuộc sống của bạn nó đang rất là tốt, đúng không? Rất là hạnh phúc. Tại vì mình từ cái người mà gọi là nghèo khổ mà tự nhiên bây giờ mình trở nên là người có tiền tỷ rồi. Đó. Mà không phải có 1 tỷ, có 50 tỷ. Đó. Hoặc có khi có 2 30 tỷ cũng có nữa. Thế là bây giờ mình là cái người là ngon lành rồi, mình là cái người có cuộc sống tương đối ổn và có level ở trong cái xã hội này rồi. Thế là mình khoái, đúng không? À, vậy thì bây giờ mình đang có dư 5 tỷ. Mà cái công việc này nó đến nó đưa đẩy cho mình không có cái cách gì để mình có thể từ chối được, mà mình phải cần thêm 10 tỷ nữa. Làm sao ta? Vậy thì bắt buộc là mình phải đi vay. Đó. Mình phải cần đi vay 10 tỷ để mà mình làm cái công việc này. Thế là bạn làm chết ông chết cha luôn, xong rồi đúng tới cái vận mà sắp cuối năm, tức là bạn chỉ có 10 năm thôi vậy. Thì đến cái khi mà bạn gần hết đó, tức là khoảng năm thứ 7, thứ 8 hay thứ 9 á, từ 7, 8, 9 cho đi, nó quất bạn một cái nha. Bạn giống như cái nùi giải rách vậy đó, bạn không còn con khỉ gì hết á. Nắc bét. Mà cuối cùng bạn tính tới tính lui thì bạn cũng còn lại có 250 triệu. Mà cái khổ của cái này đó là bạn biết làm sao không? Khi mà bạn nghèo khổ, khố rách áo ôm đó, bạn sống tung cùng nó quen rồi. Thì bạn có 250 triệu bạn thấy nó hạnh phúc lắm. Nhưng mà giờ đây bạn đã là tỷ phú, mà cái nhà của bạn đã từng ở là cái nhà nó là nhiều tỷ. Mà bây giờ bạn phải mất luôn, bạn bán luôn cái đó. Rồi bạn trở về bạn sống giống như thời thời trước, hoặc giả là bạn có cái nhà bạn phải bán đi để bạn mua một cái nhà nhỏ vừa đủ để bạn ở thôi, chứ bạn không thể nào mà bạn bạn có thể ở cái nhà lớn được. Hoặc là bạn phải đi thuê lại. Và rồi trong nhà bạn bạn hay là tất cả bạn gom hết lại, bạn chỉ còn lại có đúng 250 triệu. À, tức là mình nói như vậy là để cho biết là nó trên dưới 250 triệu. Nghĩa là bạn làm cực chết ông chết cha 10 năm trời nha. Để rồi bạn cũng trở lại cái con số y chang giống như trước đó. Hoặc là đôi khi nếu nếu mà vận hạn xấu quá nó còn tệ hơn vậy nữa. Đó là cái vận hạn của thiên không. Bởi vậy người ta mới gọi là chim bay lưng trời gãy cánh. Đấy nha. Bạn đi lên cái chỗ tuyệt vời để rồi bạn chết ngay tại chỗ đó. À. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà các bạn cần phải hiểu, mà chỉ có cái người tu mới làm được, còn các bạn không tu không làm được. Tại sao? Vì các bạn không tu, bản chất của chúng sanh là ngu si. Ngu si ở chỗ nào? Ngu si ở cái chỗ là tham sân si. À, khi các bạn tham sân si thì các bạn sẽ bị nó dụ, nó dẫn bạn đi. Giống như mình đánh sáp vậy đó. Hãy mình thắng dễ thì mình tin tưởng vào cái sự thắng của mình đó, càng lúc mình sẽ chơi càng nhiều hơn. À, cái đó là chuyện đương nhiên. Mình chết là tại vì lòng tham. Mà chúng sanh vốn là sinh ra để ngu si mà, chứ đâu phải chúng sanh sinh ra để có trí tuệ đâu. Cái số mà có trí tuệ nó ít lắm, bạn có thể đếm được trên đầu ngón tay, hoặc là nhiều lắm là 500 700 người hay là triệu người là nhiều lắm. Nhưng mà mình có tới 8 tỷ lận, như vậy là mình có tới 7 tỷ 9 là ngu si, đúng không? Bản chất của con người chính là như vậy đó. Thành ra cái tham sân si nó làm cho con người ngu si, chứ không phải là họ sinh ra là họ ngu si đâu. Tại vì họ tham họ nó mới sinh ra ngu si. Tham mà không được, tham mà sợ hãi thì bắt đầu nó sinh ra ngu si. Đơn giản không? Dễ hiểu, ai cũng có thể hiểu được hết. Bây giờ để tôi chỉ cho các bạn cái cách mà tôi nói, là tôi chỉ là nói nghĩa là cho nó vui vậy thôi. À, nói để cho các bạn hồ hởi phấn khởi vậy thôi, nói để cho mọi người nhìn cái vấn đề nó rõ hơn vậy thôi, chứ không phải là tôi chỉ là các bạn sẽ làm được. Tại sao các bạn không làm được? Là vì các bạn lúc nào cũng nằm ở trong cái tình trạng của tham sân si. Đó là đó là cái bản chất tự nhiên của con người.
Tôi nói tới luôn cả thầy chùa cũng vậy, nó đi tu cũng ráng tu, ráng làm sao để làm cái chùa cho to, nội bao nhiêu nó cũng là nằm ở trong cái tham sân si, đúng không? Mà thầy chùa còn tham sân si huống nữa là các bạn là người bình thường không tu làm sao mà không tham sân si. Lúc nào cũng thích cái lớn hơn đó, lúc nào cũng thích xe đẹp hơn đó, lúc nào cũng thích cái điện thoại tốt hơn đó. Ok, cái gì của mình cũng muốn ngon lành hơn đó. Đó, cái bản chất đó là cái bản chất tham. Cho nên là cái chuyện tôi chỉ thì tôi chỉ, mà các bạn có làm được hay không là hai chuyện này nó hoàn toàn khác nhau. Không có cái gì làm chắc là các bạn sẽ làm được hết đó. Ok, bây giờ trong cái tình trạng của vận hạn thiên không đó, làm cách nào để bạn có thể thoát ra? Tôi chỉ, và đã tôi đã chỉ, và có người làm được chứ không phải không nha, vẫn có người làm được. À, nhưng mà phải hiểu cho rõ, khi mà bạn đi vào vận hạn thiên không đó thì bạn nên hiểu như thế này, không có cần coi tử vi bói toán gì hết nha, bỏ cái vụ tử vi bói toán qua bên đi. Cái này là cái vấn đề là mình đã biết mình đã nằm trong cái tình trạng của cái vận hạn thiên không rồi. Vì các bạn có đi coi tử vi hay các bạn tự lập lá số lên, các bạn nhìn thấy cái đại vận đó, mình đi tới tuổi đó từ 22 tuổi hay 32 tuổi tới 42 tuổi, 41 tuổi đó, các bạn cứ nhìn vậy là các bạn biết 10 năm nó nằm ở trong đó rồi. Ok, coi như là cái chuyện đó ai cũng có thể biết được, chỉ cần vào trong 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 iPhone, iTunes, vào trong Apple Store, các bạn download cái app đó, hoặc các bạn lên trên trên Google, các bạn search lập lá số tử vi, các bạn bấm vào, các bạn sẽ biết có thiên không hay không. Tôi không có khuyên ai làm cái chuyện đó hết, ok? Nhưng mà ở đây tại sẵn chúng ta đang nói và có một bạn hỏi về cái vấn đề này, cho nên tôi nói vậy thôi. Rồi, bây giờ mình biết cái vận hạn của mình là thiên không rồi. Thì cái điều mà các bạn cần làm là các bạn phải đặt ra cái suy nghĩ như vậy nè. Hiện tại bây giờ mình có 1 tỷ nè, mà mình đang có những cái việc làm nó rất là béo bở mà mình không thể từ chối được. Và các bạn bỏ cái số tiền ra, thí dụ như phân nửa của 1 tỷ. Tại vì các bạn, cái tâm lý bình thường đó là chúng ta cứ sợ mất. Nhưng mà tôi xin thưa với các bạn, phước của các bạn đừng bao giờ sợ mất. Nó không mất đi đâu hết á. Bạn không lấy năm nay thì bạn sẽ lấy 3 năm sau, 2 năm sau. Ok? Cho nên nó không bao giờ mất, bạn đừng có lo. À, ví dụ như bây giờ năm nay là năm Tý đi, ok, thì ví dụ như bạn đúng ra là bạn lấy được năm Tý, nhưng mà bạn vì một lý do gì bạn chết nhát quá bạn không lấy cái lộc đó, thì có thể tới năm Dần hoặc là năm Thìn đó, nó cũng sẽ trở lại cho bạn một lần, hoặc là nếu lâu lắm là 7 năm sau, tức là tới năm Ngọ, nó cũng sẽ mang tới cho bạn một lần nữa. Ok, chậm nữa thì tới 9 năm nó cũng mang tới cho bạn rồi. Thí dụ trong một năm đó bạn làm, bạn cũng phát tiền tại y chang giống như vậy thôi, nó không mất đi đâu hết. Thí dụ bạn sẽ làm được 10 tỷ trong vận đó, thì bạn làm bằng hình thức gì rồi bạn cũng sẽ được 10 tỷ. Nhưng mà có thể tới cái năm thứ 9 đó, bạn làm 10 tỷ xong rồi cái nó qua khỏi cái vận đó, bạn không còn cơ hội để làm nữa, thì bạn lại giữ được 9 tỷ hay 10 tỷ, thí dụ vậy. Vậy là cái nó lợi hơn chứ, đúng không? Còn nếu như mà bạn cứ làm từ 10 tiên bạn làm cho tới cái năm thứ 10 đó, rồi cuối cùng mình cũng còn lại có 1 tỷ, vậy thì nó lãng quá, đúng không? À, cho nên chúng ta phải hiểu như vậy. Nếu như cái công việc bạn đang làm, bạn đang kinh doanh, bây giờ bạn có dư 1 tỷ, và cái cơ hội mà bạn không thể từ chối được, bạn phải bỏ ra nửa tỷ, 500 triệu, tức là nửa tỷ để bạn làm. Tiền Việt Nam nhé, tôi không nói tiền Việt, tôi không nói tiền Mỹ nha. Đây là không phải là US dollar, mà là tiền Việt Nam. Thì bây giờ bạn bỏ ra nửa tỷ hoặc 1 tỷ bạn làm cũng không sao hết đó. Tại vì cái bạn tự biết cái lúc đó cái vận hạn nó hay, nó đẹp lắm đó. Thì bạn bỏ ra bạn làm, ví dụ như bạn làm một lần nó lên được 2 tỷ hay 3 tỷ, lần sau bạn làm nó lên được 5 tỷ, rồi cứ như vậy mình giữ, mình mỗi lần mình làm mình bỏ ra 1 tỷ vậy, hay nửa tỷ mình làm thôi, mình cứ vậy mình từ từ mình làm, hoặc là cái công việc đó mình đang làm không có thay đổi, mình cứ giữ cái đường đó mình làm. Tại vì đối với cái hạn thiên không đó là nó dụ cho bạn, khi nào mà bạn lên tới đỉnh nó cứ bịch xuống, bạn rớt lại xuống ngay tới cái chỗ mà hồi đầu tiên bạn bắt đầu. Cũng giống như mình leo cái núi, mình leo lên gần tới cái đỉnh rồi, nó đập mình một phát xuống ngay tới cái chỗ mà phát xuống tức là ở dưới đất á. Cái này nó không có vui, chỗ này nó không vui chút nào đó. Cho nên là các bạn phải hiểu rõ cái điều này, ok? Thành ra khi mình ở trong cái vận thiên không là mình làm việc đó, mình cứ từ từ mình làm. Những việc gì mình đã làm thì tiếp tục làm, những việc gì mình đang làm cứ tiếp tục làm, và không có cố gắng để phát triển cho thật nhiều, và tuyệt đối là đi vay để làm là chết thôi, không làm. Dù cái đó nó có cho mình lời gấp triệu,
triệu lần hoặc là gấp ngàn lần, trăm lần gì cũng không. Tôi chỉ ăn vừa đủ thôi. Các bạn phải nhớ ăn ít no dai, ăn nhiều tức bụng. Mà cái hạng thiên không đó là ăn nhiều là tức bụng là chết chắc, nó gọi là bội thực đó, là chết chắc. Tại cái này tôi coi không biết bao nhiêu ngàn lần, ok? Cho nên cái tôi nói với quý vị không phải là tôi học lóm của ai, hay là tôi nghĩa là tôi tưởng tượng ra tôi nói, không có đâu. Những gì tôi nói với các bạn là những gì tôi biết chắc chắn 100% nó là như vậy. Tôi biết rõ ràng chứ không phải tôi biết kiểu mờ ớ giống như các thầy bói khác đâu. Tôi không phải thầy bói. Tôi vẫn gọi tôi là thầy bói, nhưng mà tôi không xem số giống như thầy bói đâu. À, cho nên các bạn phải hiểu rõ những gì tôi nói là chắc chắn nó là như vậy đó. Tôi mới nói, còn nếu không tôi cũng nói. Thành ra khi mà các bạn đi vào hạng thiên không á, thì cái điều hay nhất là khi các bạn đang phát tài, và nhớ là đừng bao giờ cố phát triển, mà hãy làm những gì mình đang vẫn làm, những gì mình đã làm và những gì mình có thể làm, và làm trong một cái tầm mức mà gọi là vừa phải. Thí dụ bạn được 5 tỷ rồi, bạn bỏ 1 tỷ bạn kinh doanh, lỡ nó có thất bại bạn vẫn còn 4 tỷ, không có chết tay nào hết. Mà một khi mà bạn thất bại rồi đó thì bạn cứ ngồi bạn chờ cơ hội khác nó sẽ tới nữa. Tại trong cái vận thiên không nó hay lắm, nó vẫn cho bạn cái cơ hội. Rồi lần sau thì cũng vậy. Thí dụ mình có 4 tỷ, bây giờ mình ráng mình bỏ ra nửa tỷ hoặc 1 tỷ nữa mình kinh doanh, đúng cái thời điểm mà gặp những cái vận năm tốt đó, bạn sẽ kiếm lại 1-2 tỷ dễ dàng. Ok, khi mà tại vì cái vận thiên không nó hay lắm, nó cho bạn thành công một cách rất dễ dàng, và người ta mang tới, người ta dâng hiến cho mình, chứ mình không có cần phải đi tìm gì hết á. Ok, nè, không cần phải tốn thời gian cực khổ gì để tìm hết, họ mang tới họ đưa cho mình. Rồi, vậy thì cái điều này đó mình biết rằng là nó tốt đẹp như vậy rồi, mình cứ giữ yên như vậy, mình cứ drag nó ra, mình tức là mình kéo dài nó ra, mình không ăn nhiều, cứ ăn từ 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 vậy đó. Thì thí dụ bạn làm, bạn có 1 tỷ mà bạn làm cho tới cái năm thứ 8 hoặc là cái năm thứ 9, bạn lên được tới khoảng 9 tỷ 10 tỷ, thấy chưa? Đừng có cố gắng gì hết đó. Cũng vẫn tiếp tục làm, và nếu lúc đó ai mà có mời mọc bạn cái gì đó thì bạn vẫn làm, bỏ ra 1-2 tỷ làm, lỡ có mất không sao hết, bạn vẫn còn 5-7 tỷ, vẫn cuộc đời mình vẫn hạnh phúc. Từ 1 tỷ lên 4-5 tỷ, 5-7 tỷ là mình happy rồi, vận hà hạn đó là gọi là quá đẹp rồi, trong 10 năm mình có gì phải tiếc nuối hết đó, đúng không? Cái 2-3 tỷ mà mình bỏ đi đó, cái này là gọi là mình cố tình mình làm, để lỡ nó có mất thì coi như mình bỏ đi. Còn nếu mà mình làm được nữa thì sau cái vận đó, mình hay là trong cái năm đó, mình mang cái số tiền đó đi, mình đi làm từ thiện để làm chi, nó gọi là của đi thay người. Tại cái vận thiên không là cái vận gọi là bán thiên chiết sĩ mà, một có thể là mình đứt gánh giữa đường, hai là mình có thể chết, có nghĩa là ly dị hoặc là đứt gánh hoặc phá tài phá sản, là cái chuyện đó là chuyện đương nhiên trong cái vận thiên không, nó rất dễ xảy ra, không có gì để mình phải buồn phiền than thở hết. Cho nên mình dùng cái số tiền đó giống như là đi mua chuột đó. Ok, tôi biết nó vậy, tôi bỏ nó ra nó có mất vui vẻ hoan hỷ. Còn nếu được tôi sẽ hứa tôi sẽ mang cái số tiền này tôi đi làm từ thiện, mà hứa là phải làm nha, mang đi làm từ thiện nhất định, không không xài, gọi là của đi thay người. Ok, giống như mình đi ăn hối lộ vậy đó. Nhưng mà cái này là mình ăn hối lộ tốt, mình làm những cái việc rất là tốt, bởi vì sao? Mình làm cái điều đó nó giúp được ích được cho rất là nhiều người đó. Cho nên đó là cái hạng thiên không mà các bạn cần phải biết. Nhưng mà tại sao tôi lại dùng cái chữ là vận hạng thiên không, có nên kinh doanh hay không? Phải hiểu rõ hai điều này. Vận tức là mình nói tới 10 năm, hạn tức là mình nói 1 năm. Ok, giống như mình nói là Lưu Thái Tuế vậy đó nè, hay là tiểu hạn đó, gọi là 1 năm. Thì khi mà bạn đến cái vận thiên không thì bạn hãy hành xử giống như tôi đã nói trước đây, hoặc từ nãy tới giờ, từ đầu cái video cho đến này, cho đến tới cái giây phút thứ 19 này. Ok, còn nếu mà mình nói tới cái hạn tức là mình nói tới tiểu hạn đó, hay là lưu niên đó, thì trong 1 năm đó, thường khi mà mình gặp hạn thiên không, đó là một cái hạn rất là tốt, tức là một cái năm nó rất tốt. Thường thường người ta nghĩ là gặp hạn thiên không không xấu nha, không đúng, vận thiên không nó mới xấu. Nhưng mà không phải vận thiên không là nó làm cho mình phá sản, mà vận thiên không chính vì nó giúp cho mình thành công để mình tham lam mà mình dẫn tới cái chỗ phá sản và đau khổ hơn trước khi mình thành công. Ok, còn cái tiểu vận tức là cái lưu niên hay là cái năm đó, hay là cái hạn đó,
thì khi mà nó gặp thiên không đó, là năm nào cũng tốt hết đó. Phải nhớ rõ cái điều đó. Trừ trừ trường hợp là trong cái hạng thiên không này mà nó lại hội tụ, chẳng hạn như lưu thái tuế nó gặp địa không địa kiếp, hoặc là nó gặp đại tiểu hao, hay là trong cái lưu niên hay trong cái tiểu vận, cái hạng thiên không đó nó vẫn có đại tiểu hao, nó vẫn có địa không địa kiếp, tức là cái vận phá sản đó, thì dĩ nhiên là năm đó là cái năm mình không nên làm gì hết. Mục đích mình phải tránh, để tránh cái tình trạng phá sản. Cái đó thì mình không nói, bởi vì tất cả những cái sao xấu nó gộp vào, nó hợp vào, giống như ông Trump vậy đó. Ông rất là tài giỏi, nhưng mà cái thế lực, những cái thế lực lưu manh đó, nó ở khắp mọi nơi và khắp cả thế giới, nó xu phụ lại với nhau để nó cố tình nó trù dập ông, thì ông cũng chết. Ông muốn thoát ra phải rất là may mắn. Cho nên các bạn hiểu được cái điều này rồi đó, thì tuyệt đối nếu gặp những cái trường hợp đó, nhớ tôi nói lại nha, đi cái hạng thiên không, tức là năm cái lưu niên hoặc là cái năm gặp thiên không đó, tiểu hạng thiên không, mà nếu nó gặp thêm song hao, tức là đại tiểu hao, và nó thêm không địa kiếp, hay thêm những cái sao như là hỏa tinh linh tinh mấy cái hay thiên hình đồ, mấy cái thứ lặt vặt đó, nó càng nhiều chừng nào thì mình càng nên tránh né chuyện đó. Thì chỉ có cái trường hợp đó là mình vô là mình chết, là hay gặp là chết vậy thôi à, có muốn làm gì cũng không được. Ngoài cái trường hợp đó ra, nó chỉ gặp cái bộ sao thiên không thôi, tức gặp cái sao thiên không thôi, cho dù nó có gặp thêm những cái sao mà lặt vặt xấu mà không có gọi là quá nặng nề, không có tụ hợp hết tất cả các sao đó, các bạn vẫn phát tài như thường, vẫn tốt đẹp như thường, không có vấn đề gì. Tại sao cái năm hạng thiên không nó lại tốt, là vì trong cái thiên không bao giờ nó cũng có cái sao thiếu dương hết á. Mà bạn biết cái sao thiếu dương nó gọi là cái thiếu, tức là nhỏ, mà thiếu dương tức là cái mặt trời nhỏ. Mặt trời nhỏ là cái gì? Giống như mặt trời nó mới mọc, gọi là mặt trời nhỏ. Chẳng hạn như bây giờ giờ Mão đi, mặt trời nó mọc lên chút, hay là thí dụ thiếu dương nó đóng ở ở ở thìn đi, có nghĩa là cái giờ này mặt trời nó lên được cũng khoảng 7 giờ rồi, tức là nó cũng sáng suốt sủa rồi, nó không phải giống như giờ ngọ nhưng mà nó đã là sáng sủa rồi. Cho nên cái bộ sao thiếu dương đó, cái sao thiếu dương đó nó rất là tốt, nó cực kỳ tốt, nó cũng giống như cái sao thái dương vậy đó. Cho nên nó chủ về may mắn. Thấy chưa? Vì cái sao thiên không nó đi là bao giờ nó cũng đi chung với cái thằng thiếu dương. Đã. Mà thiếu tức là nó chưa có quá, mà khi nó chưa quá thì bắt buộc nó phải tốt thôi. Cho nên cho đến cái khi mà bạn tham lam quá, khi mà nó rực sáng rồi thì bắt đầu nó phải tối nha, đúng không? Cái gì hãy nó lên tới đỉnh thì nó phải xuống chứ, bạn đâu thể nào bạn bắt bạn bây giờ bạn leo núi đi, bạn leo lên tới đỉnh núi rồi thì một lúc nào đó bạn cũng phải đi xuống chứ, không lẽ bạn ở trên đó hoài, trừ khi là bạn chết ở trên đó thì bạn mới ở trên đó thôi, còn nếu không thì bạn phải đi xuống. Ok, cho nên cái sao thiếu dương này nó cũng giống vậy đó, mặt trời nó mọc lên tới đỉnh thì nó phải đi xuống, có muốn nó không xuống cũng không được, nó phải xuống. Ok, cho nên nhớ cái điều nào, gặp cái hạng thiên không không có sợ, trừ phi gặp tất cả những cái bộ sao xấu nó tập hợp lại thì lúc đó mình không làm gì hết. Ok, chấp nhận có hao tài tốn của không sao hết, hoan hỷ vui vẻ, không có vấn đề. Mình đi xem bói toán là để mình hiểu, mình biết làm sao để mình thoát ra khỏi, chứ không phải mình đi xem rồi xong để đi về nhà sợ, đó là người ngu si. Chỉ có cái bọn ngu si mới đi thích xem tử vi bói toán rồi lo sợ. Còn cái người thông minh, người ta đi coi xong người ta biết nó là cái gì. Mà tại vì đại đa số các thầy sẽ không bao giờ cho các bạn biết, vì họ chính họ họ cũng không biết làm sao mà họ nói cho các bạn biết. Tôi là tôi biết rõ ràng cho nên tôi nói cho các bạn nghe thấy nó dễ tin không? Là tại vì tôi biết mà, chứ đâu phải tôi đoán, tôi không có đoán số. Tôi nói số cho tôi không có đoán. Ok? Khi mà các bạn nắm rõ và biết rõ, và nếu cái người thầy mà giỏi đủ đó sẽ cho các bạn biết từng cái chi tiết nhỏ nhặt như vậy đó, để làm chi vậy, để các bạn thoát ra cả nha, thoát ra khỏi cái tình trạng đó, có nghĩa là mình biết mình đi tới chỗ đó mình gặp cái sao đó thì nó sẽ gặp những cái trục trặc như vậy đó, cho nên để mình có thể thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó. Thế là mình xem tử vi nó rất là lợi ích, đúng không? À, nhưng tại sao lại tôi không muốn xem cho các bạn? Sở dĩ tôi không muốn xem cho các bạn là tại vì trong tâm của các bạn chỉ mong coi để được tốt, chứ các bạn không có nhằm cái mục đích coi để mà thoát ra khỏi. Muốn thoát ra khỏi bạn phải tu, chỉ có tu mới có trí tuệ. Người không tu, bạn có học tới tiến sĩ vẫn đối với nhà Phật vẫn là kẻ ngu si. Tại sao bạn là ngu si mà học tiến sĩ? Bạn chỉ có được cái trí tuệ thế gian thôi, bạn chỉ có thể làm được những cái việc vặt vãnh thôi,
Còn để mà giải thoát bạn không giải thoát được, để thoát khỏi khổ bạn không có cách gì thoát khỏi khổ. Bạn có thấy người tiến sĩ nào mà không khổ không? Họ vẫn đau khổ, họ vẫn ly dị, họ vẫn khổ ải vì con cái, tức là cha mẹ anh em lục thân của họ họ vẫn khổ, bệnh tật của họ họ vẫn khổ, tiền bạc với họ họ vẫn có cái khổ, tất cả đều có cái khổ, người nào cũng sinh ra đều phải khổ, chỉ có cái người tu mới thoát được khổ thôi, thấy chưa? Cho nên đó là lý do tại sao tôi không muốn xem cho các bạn, chứ không phải là tôi khinh bỉ gì tử vi, chỉ vì nó thấp hèn, nó chỉ dùng cho những người thấp hèn mới cần xem tử vi, người trí tuệ không ai xem, cần phải xem tử vi. Tôi không xem tôi vẫn biết mọi thứ thứ bình thường mà, bạn không xem nghe tôi nói bạn vẫn biết được bình thường mà, cần gì phải xem đâu, đúng không? Đó là lý do tại sao tôi coi thường tử vi, mà trong khi tôi là thầy 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 tử vi, tôi là thầy bói, mà đâu phải tôi học một môn tôi học đủ thứ các cái môn hết á, mà môn nào tôi cũng có thể viết thành một cái cách riêng để tôi xem hết, cho bản thân tôi hay cho đệ tử tôi, cho những học trò của tôi, tại sao tôi lại không dạy cho mọi người? Nào, rồi bây giờ tới cái chỗ này rồi đó, thì bây giờ các bạn có quyền đặt vấn đề, và tôi yêu cầu quý vị đặt vấn đề mà đặt chậm chậm, ok, đặt từ từ, đợi tôi trả lời xong một người thì các bạn hãy viết tiếp. Tại vì các bạn cứ kéo lên trên rồi các bạn coi tôi trả lời tới khúc nào thì để các bạn biết mà các bạn hỏi tiếp, chứ nếu mà các bạn cứ hỏi liên tục đó thì nó chạy nó nhảy đó. Thì nhiều khi thí dụ tôi đang coi tới, tôi đang đọc tới cái đoạn đó, vừa chuẩn bị coi cho cái người đó hay nói cho cái bạn đó hiểu thì nó nhảy qua tôi không coi được, như vậy là nó sẽ uổng hết cho tất cả mọi người, đúng không? Bạn cứ từ từ, không có gì phải gấp hết đó. Tại vì ở đây chúng ta quan trọng là chúng ta làm một việc mà nó có lợi cho tất cả mọi người đó. Cái điều của tôi muốn làm nó chỉ có vậy thôi, cho nên các bạn không có gì phải hấp tấp. Okay. Bây giờ để coi thử coi. Có bạn Hoa Vũ: con chào thầy, mệnh con có thiếu dương thiên không, cuộc đời con cứ như một đám mây vậy. Chỉ có thiếu dương thiên không không thì nó chưa nói lên cái chuyện gì hết, nhưng mà cái chuyện đơn giản là như vậy, cái người thiếu dương đó mà tại mệnh ở trong mệnh mà có thiên không đó, thì thường những người này họ vẫn có cái tánh, tại vì không coi được hết lá số thì mình không nói hết được, nhưng mình chỉ nói cái tính chất của cái sao thiên không. Như tôi nói từ đầu, cái bản chất của sao lưu thiên không đó nó gọi là cái sao lưu manh, mà cái lưu manh này nó hay lắm. Ví dụ như cái người địa không, cái người mà có cái sao địa không giống như tôi không thích, tôi nói tôi không thích, tại vì cái bản chất của sao địa không là nó là cái người mà gọi là dám nói dám làm, không sợ ai hết đó. Ok, tôi không thích tôi cũng nói không thích, dù cho ông đó hòa thượng mà tôi không thích tôi cũng nói ông hòa thượng nó không đúng. Nếu mà hòa thượng nó đúng tôi sẽ nói hòa thượng rất đúng, tại tôi rất là kính trọng hòa thượng, tôi rất kính trọng chư Phật chư tăng, chứ nào tôi cũng kính trọng hết. Nhưng mà thí dụ cái người đó sai mà ra nói với tôi ba láp, tôi sẽ nói nó sai nó bậy không đúng, chứ không phải là cứ hòa thượng là tôi phải nói đúng. Không, cái bản chất của địa không là nó không, bất kể anh là ai, anh là vua là chúa là quan là quyền là cái thứ khỉ gì tôi cũng cần biết, tôi chỉ sợ cái ông đúng thôi, còn ông nào bậy là đối với tôi ông đó cũng ngang hàng với tôi hoặc là dở hơn tôi nữa, cho nên tôi không có coi ông ra gì hết á, tôi coi ông bình thường thôi. Okay. Còn cái anh thiên không là nó khác à. Cái anh thiên không đó, ảnh có thể là ngoài mặt ảnh nói rất là tốt, ảnh nói rất là đàng hoàng, giống như bay Joe Biden đó là có thiên không thủ mệnh đó. Cái loại lưu manh là sao? Là ở bên trong đó thì nó cả một bụng dao găm, nhưng mà bên ngoài thì lúc nào nó cũng làm ra cái vẻ đạo mạo, đàng hoàng, tốt đẹp. Bởi vậy mới gọi là lưu manh. Thấy chưa? Giống như cái bọn dân chủ vậy đó. Nó nói thì nghe rất là hay. Hay là mình cộng luôn, không phải chỉ có dân chủ nó mất dạy không mà luôn cả Cộng hòa nó cũng mất dạy nữa. Tại sao vậy? Bởi vì anh hễ anh làm chính trị là anh là thuộc dạng cái dạng lưu manh, chỉ có dân lưu manh nó mới làm chính trị, còn cái thường người thường bình thường khó lắm. Mà cho dù bạn là một cái người rất tốt, không phải nói như vậy là không, trong cái đám chính trị không có người tốt, ngày vẫn có, nhưng mà thí dụ như anh đã vào trong cái guồng máy chính trị rồi thì 99% tụi nó là lưu manh mà, thì rồi anh cũng bị cái guồng máy đó nó cuốn theo và anh cũng trở thành thằng lưu manh. Cho nên hệ chánh trị là lưu manh, và dĩ nhiên vẫn có những người đi làm chánh trị không có lưu manh, giống như trong cái chính trường của Mỹ là có bà Tulsi, cái bà mà bà làm bà ở trong congressman của Hawaii gì đó, cái người mà đã từng ra ứng cử phó ứng cử tổng thống mà bị tụi dân chủ nó đè bẹp. Bà là một người tốt cho nên là dân chủ nó phải đè bẹp, tại sao? Tại vì nó là lưu manh mà làm sao nó để cho một người đàn bà tốt mà để đi 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 ra làm tổng thống được, chuyện đó là không có.
Cho nên mình hiểu rằng cái người mà có cái bộ sao lưu thiên không ở trong mình đó, là cái bản chất tự nhiên là nó đã có cái tính lưu manh đó rồi. Tức là trong bụng của họ nghĩ khác mà ở ngoài mặt họ họ nói khác. Đó. Cho nên những người mà có cái sao thiên không đó thì tốt nhất khi mà thủ mệnh đó, thì tốt nhất họ nên tu. Tại sao? Tại vì họ tu đó thì họ sẽ hiểu được cái sắc sắc không không. Tôi nói như vậy không phải là tất cả những người nào có sao thiên không đều là lưu manh cả. Cũng giống như dân làm chánh trị không phải tất cả đều là lưu manh, nhưng mà mình nói đa số chứ mình không có nói tất cả. Ok. Nếu mà bạn có sao thiên không, bạn nên đi vào con đường tu tập để bạn hiểu được cái sắc sắc không không có đó rồi nó mất đó. Mình có lưu manh, mình có gian lận, mình có tìm đủ mọi cách để được lợi. Tại vì cái người có sao thiên không là họ làm gì cũng phải lợi cho họ trước cái đã. Trừ phi họ tu thì họ mới đem cái lợi của, thay vì được cái lợi cho họ thì họ lại đem cái đó là họ làm cái lợi cho chúng sanh, cho mọi người bên ngoài. Đó, cho nên đó là lý do tại sao bạn nên tu nếu có sao thiên không. Còn không, bạn có mưu sĩ, tại vì cái sao thiên không nó là sao mưu sĩ mà, cho nên bạn có làm gì đi nữa cuối cùng nó cũng không. Đó. Nhìn thì thấy nó vậy đó, nhưng mà rồi cuối cùng bạn cũng sẽ đi về con đường không, nó chả có gì hết. Ok. Cho nên cái tốt nhất là nếu có bộ sao thiên không, các bạn nên vào làng ta. Ok. Vào làng ta tu tập đi. À, rồi từ từ cái lòng tham của bạn nó sẽ giảm. À, hay là những cái tính mà mình biết đó, mình có thể nói một cái lời để mà mình giống như mình không phải là gạt gẫm họ một cách trực tiếp, nhưng mà mình cũng có cái tính cách hơi không có thành thật ở trong. Thì bây giờ mình tu rồi mình sẽ thay đổi, mình không còn giữ cái tánh đó nữa, mà mình nói cái gì hãy mình nói là nó phải thật như vậy đó. Đó. Các bạn thấy bây giờ tôi nói như vậy các bạn hiểu nè. Tại sao khi tôi kêu một cái gì đó là người ta hoan hỉ, người ta ùn ùn tới để người ta ủng hộ, là tại vì người ta biết tôi nói thật. Thí dụ tôi nói tôi làm nhà là họ biết là tôi nói tôi chỉ có cho thêm chứ không có bao giờ lấy bớt. Thí dụ như bây giờ tôi nói làm 10 cái nhà, nhưng mà thí dụ như thiếu mà cần thêm hai cái nhà nữa, người nào cần tôi vẫn kêu, nghĩa là làng ta bỏ ra cái số tiền để làm thêm hai cái nhà nữa cho người ta. Đó. Chứ không có cái vụ mà lấy bớt lại. Thấy không? Chỉ có cho thêm chứ không có chuyện lấy bớt. Chính vì cái điểm này cho nên người ta tin. Bạn thấy không? Tại vì hễ khi mà cái lời nói của mình lúc nào nó cũng chân thật. Cái đó đó trên đường lâu dài đó, mình ăn ngoài nó không hết. Cho nên thí dụ người trong làng đó, hễ tôi nói cái điều đó là họ biết chắc tôi nói cái điều đó là nó là như vậy đó. Tại vì nếu nó không là như vậy tôi không nói. Đấy nha. Thành ra các bạn nhớ hễ có sao tiền không phải ráng tu nha. Rồi bây giờ trả lời bạn Hậu Vũ rồi, Hoa Vũ rồi. À, và tôi nói vậy đó, cả bạn Hoa Vũ cũng đừng có buồn nha, về suy nghĩ lại xem mình sống có đúng được như cái tính sắc sắc không không của sao thiên không hay không. Nếu bạn sống đúng tức là cuộc đời của bạn từ từ rồi nó sẽ tốt. Ok, đừng có suy tính, đừng có suy nghĩ, đừng có mưu sĩ, đừng có tính toán lợi về phần mình là ok rồi. Có xấu đến đâu từ từ nó cũng sẽ tốt. À, Nguyễn, à, rồi bây giờ đây tới Nguyễn Hòa, hồi nãy là mình nói Nguyễn Hoa, bây giờ tới Nguyễn Hòa. Hòa Vũ chứ, hồi nãy là Hòa Vũ, bây giờ tới Nguyễn Hòa nha. Câu hỏi của bạn Nguyễn Hòa. Thầy ơi, sao cứ việc xấu gì xảy ra rồi con mới thấy những cảnh báo, những hướng dẫn cần trước đó mới mới tới thầy ạ? À? Nhiều khi nếu mà bạn thấy trước hết, bạn biết hết trước đó thì như vậy bạn đâu có học hỏi được cái gì. Bạn thấy không, cũng giống như bây giờ đứa con nhỏ đó mà nó xảy ra vấn đề, trước khi nó xảy ra vấn đề, chẳng hạn như bây giờ nó cắt cái cầm dao nó hay cắt cứa đi, thì mình nói ờ con à con đừng cắt coi chừng đứt tay đứt chân, nó đâu có tin đúng không, nó không học được gì hết. Nhưng mà cho đến một cái lần nào đó nó tự cắt tay nó rồi, nó biết nó đau rồi đó, thì bắt đầu nó né, lần sau nó không đụng nữa, nó sẽ không làm nữa. Đó. Cái điều nó chỉ có đơn giản vậy thôi. Tức là bạn bạn được một cái cơ may đó là bạn có thấy được những điều đó để bạn học hỏi. Như vậy là đối với bạn nó là điều tốt chứ đâu phải là điều xấu đâu, đúng không? À, thế là điều tốt. Rồi. À, cũng lại bạn Nguyễn Hòa hỏi về hạng thiên không đầu tư học tập có được thành tựu hay không. Học đầu tư học tập có được thành tựu hay không là do bạn học tập có tốt hay không, chứ đâu có dính dáng gì tới cái chuyện là bạn
bạn đầu tư học tập có được hay không? Vì dĩ nhiên là ở trong đó nó có sao thiếu dương, tức là nó đã thông minh sáng suốt. Tại sao con người có sao thiên không thì nó trở thành lưu manh hay là nó trở thành mưu sĩ? Là tại vì nó có sao thiếu dương, họ rất là thông minh. Cái sao thiếu dương là cái sao nó chủ về, giống như là não bộ của mình nó rất là thông minh. Nếu nó đi thiếu dương, nó đi chung với thiếu âm, làm sao mà nó không thông minh? Bắt buộc nó phải thông minh. Mà nếu thiếu âm thiếu dương mà ở ngoài mà nó chiếu về mệnh nữa thì nó càng đẹp hơn nữa, tại vì tọa nó không bằng chiếu. Cũng giống như mặt trời, bạn ở ngay chỗ mặt trời nó đâu bằng là nó chiếu ra đâu, đúng không? Giống như cái đèn bạn soi, bạn ở ngay cái chui đèn đâu có thấy gì đâu, nhưng mà nó rọi ra thì nó thấy, đúng không? Thì tại vì thái âm thái dương nó chủ về ánh sáng mà, thì thiếu dương thiếu âm nó cũng chủ về ánh sáng mà. Cho nên những người có thiếu âm thiếu dương, tọa thì nó không sao không tốt, tọa của thiếu dương thì nó đẹp hơn, tọa thiếu âm thì nó tối lắm, nhưng mà tọa thiếu dương thì nó sáng hơn. Ok, nhưng mà bên ngoài nó chiếu vào thì nó lại cực kỳ sáng. À, cho nên khi mà nó có cái bộ sao đó thì bạn đi về con đường học là đương nhiên là nó tốt rồi. Nhưng mà cái vấn đề mình học đó, thành công hay thất bại là do cái sức quyết tâm của mình. Ok, à, thà bạn gia nghi trần, trần nghi gia, trần gia nghi gì đó, thưa thầy, cung thân của con cư thiên di có thiên không, đại hao đại hợi, đối cùng là mệnh ở tỵ, có hồng loan tiểu hao, như vậy thì con có số tu hành phải không? Đúng rồi, bạn có số tu hành. Nếu mà bạn đi về con đường tu tập đó thì cuộc đời của bạn nó sẽ rất là thông dong, bởi vì bạn có ngộ tính rất là cao. Cái này là do từ tiền kiếp mình đã tu, cho nên kiếp này mình sẽ có nhiều ngộ tính nó cao hơn những người. Bạn có thể đọc một cái là bạn hiểu, người khác phải đọc chục lần, 20 lần, hay 100 lần, 1.000 lần họ mới hiểu. Bạn chỉ nghe qua một lần, 2 lần, 3 lần bạn đã hiểu. Đó gọi là phước của đức của mình, trí tuệ là ở chỗ đó đó. Nhờ đời trước mình có tu, đời này mình có trí tuệ. Người đời trước không tu sẽ đời đời này làm sao có trí tuệ được hết. Còn cái người mà họ học nhiều thì đời này họ cũng được học nhiều. Dĩ nhiên đời trước mà họ tu nhiều thì đời này họ học là bắt buộc họ phải học nhiều rồi. Nhưng nói như vậy không phải tất cả. Okay. Có những trường hợp họ cố tình họ đầu thai như vậy để mà họ hoán chuyển những người mà có cái đầu óc suy nghĩ lệch lạc, à, gọi là nghịch hạnh đó, thì mình không nói. Okay. Coi như là bạn có nhiều phước đức đời trước rồi đó. Thầy ơi, cho con hỏi là con có đọc số, đây là của bạn Thu Bình nha. À, con có đọc số trị bệnh táo bón thay cho bé nhà con có được không ạ? À, nếu con của bạn dưới 5 tuổi, 4 5 tuổi đó, hoặc là thí dụ có những đứa bé nó mới có 4 tuổi nhưng mà lại nó biết số. Nó có thể đọc từ 1 tới 10 hay tới 100 hay tới 1.000 được. Những đứa bé nó thông minh là nó vẫn biết, mà hễ nó biết được cái điều đó thì tự nó phải đọc. Bởi vì nó đọc nó sẽ nó biết được, nó sẽ tốt cho nó. Còn những đứa bé mà hoàn toàn nó không biết, hay là cái người ví dụ như một cái người bệnh mà họ lớn rồi nhưng mà họ bị bệnh nặng quá, họ không còn mê man, họ không còn biết gì nữa thì mình vẫn có thể đọc giùm cho họ. Nhưng mà cái người đó phải là cái người mà bạn thương, nghĩa là giống như cha mẹ mình, giống như chồng mình hay là con mình thì mới như vậy mới được. Chứ còn cái người bình thường bạn đọc nó không có tác dụng. Ok. Rồi, bây giờ sẽ tới bạn Nguyễn Thu Dung. Thầy ơi, vậy vận thái tuế có phải là vận dễ thành công không ạ? Có phải sau vận thái tuế đến thiên không thì người ta dễ từ thành công chuyển sang thất bại nếu tham lam không ạ? Cái đó là theo lý thuyết của cụ Thiên Lương, nó không phải là hoàn toàn sai, nhưng mà nó cũng chưa có phải là hoàn toàn đúng. Bởi vì cái hạn thái tuế đó, khi mà bạn đi tới cái vận, cho tôi nói cái hạn, đi cái hạn thái tuế, khi mà mình nói vận hạn thiên không thì mình cũng phải nói là vận hạn thái tuế. Ok, nếu bạn đi tới cái vận thái tuế, mà nếu như trong cái vận thái tuế này tất cả các sao ở trong nó đều tốt thì nhất định đó là vận tốt. Ngoài cái việc đó ra, ngoài cái cung đó nó tốt, thì trong ba cung, tức là cung lưu tài, cung lưu quan của bạn nó cũng tốt. Ok, ví dụ như bây giờ bạn đặt cái thái tuế của bạn là bạn tuổi Tý đi, năm nay là năm Tý đi, thì thái tuế của bạn bạn tuổi Tý, cho nên là thái tuế nó nằm ở Tý. Nếu như trong cái cung thái tuế này
mà tất cả nó đều tốt, cho rằng rằng cái vận của bạn đi tới, tới tí đi là bắt buộc nó phải tốt. Nhưng mà nhiều khi trong cái mệnh của bạn thì ở đó nó rất tốt, cái gì cũng tốt, ai cũng cũng kính trọng bạn, mọi chuyện bạn ra ngoài bạn nói ai cũng 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 vâng dạ, mọi thứ nó đều rất là hanh thông cho bản thân của bạn. Nhưng về cái cung tài của bạn, tức là cái cung lưu tài đó nó ở cung thân đó, hoặc là cái cung lưu quan nó ở cung thìn đó, nó gặp địa không địa kiếp, ok, hoặc nó gặp thiên không, hoặc nó gặp thiên hình, nó gặp đại tiểu hao, nó gặp những cái sao mà gọi là phá tán, thì ở đây bản mệnh của mình đó thì nhìn thấy nó rất là đẹp, thấy chưa? Cái lưu bản mệnh của mình nó rất là đẹp, tức là mình đang đi tới một cái hận, cái vận mà mình cảm thấy thỏa mãn với bản thân mình, cho dù tiền bạc nó không được tốt nhưng mà mình vẫn cảm thấy thỏa mãn. Chứ nó không phải nhất thiết là cứ hễ gặp cái vận thái tuế là nhất định nó sẽ tốt, không, cái đó nó chưa hoàn toàn đúng. Nhưng nếu bạn đi tới hạn, hạn có nghĩa là thuộc về năm đó nha, tức là thuộc về lưu thái tuế hoặc là tiểu hạn đó, mà gặp thái tuế nó rất là xấu, đặc biệt là tiểu hạn. Mà nếu chỉ cần ở trong cái hạn thái tuế này nó chỉ gặp thêm những cái sao xấu thôi, như là thiên hình rồi này kia, bạn có thể ở tù dễ dàng. Tại vì thái tuế là nó chủ cho vua, người thường không có thích gặp, người thường thích gặp là phải chồng tất cả các sao tốt vào, còn hễ có sao xấu mà gặp cái năm có thái tuế là nhất định có tai họa. Đó. Phải hiểu rõ cái điều đó. Ok. Rồi bây giờ đó là mình đi tới cái bạn Mai Lan. Thưa thầy, tử vi bảo vợ chồng con âm dương cách trở, khắc khẩu, đến vận hạn 45 50 càng nặng và con sẽ cô quả, mỗi người có thế giới riêng, con có thể tu để thay đổi được không? Con không chịu được cô đơn thầy ơi. Nếu bạn không chịu được cô đơn thì bạn làm cách gì bạn tu? Bởi vì tu là mục đích phải cô đơn. Ví dụ như tu là mình phải ngồi ở một góc, mà nếu bạn không chịu được cô đơn thì bạn làm cách gì để bạn tu? Cho nên cái câu hỏi của bạn là bạn tự hỏi rồi bạn tự trả lời, là bạn thấy nó không ổn đúng không? À. Cái việc tu đó là dĩ nhiên là chúng ta nên tu, vì nếu chúng ta tu đúng thì tất cả những thứ đó chúng ta đều giải quyết một cách ổn thỏa, chả có vấn đề gì cả. Ok, không phải cứ thể gặp vận xấu phá sản thì phải phá sản, không phải gặp vận xấu bỏ vợ bỏ chồng thì phải bỏ vợ bỏ chồng. Xin thưa, tất cả đều có thể thay đổi một cách ngoạn mục nếu các bạn tu đúng, và đặc biệt là nếu các bạn đã vào trong làng ta và tu đúng theo những gì ở trong làng ta hướng dẫn thì không có cách gì bạn không thay, không giải, không thay đổi được hết, bắt buộc bạn phải thay đổi được. Ok. À, bạn Dung Channel hay Dũng Channel gì đó, thầy ơi sao con cứ làm đâu là mất đó, con có bị phạm vào sao gì không, con xin thầy giúp cho con ạ. Thứ nhất, đời trước nếu mà bạn không phải là hay hoặc đời này, mà nói chung là thường là nó bắt nguồn từ đời trước, nếu bạn đã từng không có giật dọc cướp bóc phá của người ta, hay là ăn giật ăn dọc của người ta, hay làm những cái điều mà bất nhân bất nghĩa, thì đời này bạn không có thể mất như vậy được. Người mà đã từng làm phước, từng gieo duyên, từng bố thí, sinh ra chỉ có giàu chứ không thể nghèo được, có muốn nghèo nghèo cũng được. Mà hễ khi người đó ra làm bất kỳ họ làm gì, tất cả mọi người xung quanh xu phụ để giúp cho họ trở thành giàu, tại vì người đó đã giúp cho nhiều người rồi, cho nên nhiều nhiều người đó bây giờ họ sinh ra để mà họ tới họ họ giúp lại cho mình. Nói như vậy bạn đừng có buồn, tại vì chuyện này là chuyện quá khứ, bạn không biết đúng không, bạn cũng không biết bạn đã làm cái gì, cho nên đừng có gì mà mình phải buồn tủi hết á, không có. Mình nói chuyện là mình nói chuyện hiện tại. Hiện tại bạn cần làm gì? Bạn cần tập bố thí. Ok. Mình làm được 10 đồng, mình đem ra mình cho 1 đồng. Nếu cho được 2 đồng càng tốt, trích riêng ra một phần. Nếu cho được 3 đồng càng tốt hơn nữa. Đó. Bạn cứ tập cho đi, rồi từ từ bạn mới thấy là tại sao bạn không mất. Rồi từ từ bạn sẽ thấy rõ nó như vậy nè, mình càng cho càng không mất. Bạn cho ra 10 ngàn, bạn sẽ được lại 10 ngàn, hoặc bạn được 15 ngàn. Hoặc thay vì bạn phải mất 10 ngàn thì bạn cho 10 ngàn, bây giờ bạn chỉ được lại 7 ngàn, bạn chỉ mất có 3 ngàn, bạn vứt lời, thấy chưa? Còn nếu không bạn để vậy bạn sẽ mất hết 10 ngàn, thí dụ vậy. Cho nên khi mà bạn thấy được và bạn hiểu được bố thí sẽ giúp cho bạn thành công, thì bạn mới thấy rằng cho càng cho chừng nào,
càng được chừng đó. Nhưng mà đây là tôi nói rất rõ nha, cho không phải cho một cách ngu si, có nghĩa là không có cũng mang đem cho để rồi tự làm khổ chồng mình, tự làm khổ con mình, tự làm khổ mình, thì cái đó là ngu si, không nên. À, mình cho, thí dụ như mình làm được 10 đồng, mình trích ra 3 đồng mình đem mình cho, mình kiếm những cái nơi mà họ cần mình cho. Cái đó nó sẽ tạo ra phước đức, rồi từ từ tiền bạc của bạn sẽ giữ được. Ok. À, đây là trả lời bạn Thúy Giang. Cung nô bộc có sao thiên không thiếu dương thì mình hiểu thế nào thưa thầy? À, khi mà các bạn hỏi như vậy đó, thì tại vì cái cung nô bộc nó là một cái cung, nó không phải dính liền với cái đời sống của mình, nhưng nó vẫn có sự mật thiết rất là gần gũi với mình. Ví dụ như bây giờ một cái người có sao, có cái cung nô bộc rất đẹp, thì dĩ nhiên là họ làm gì cũng được, bạn bè ủng hộ phụ trợ, đúng không? Nhưng mà nếu mà mình ở trong cái cung nô bộc mà nó có sao thiên không đó, thì bạn bè của mình đều là những người thông minh. Ví dụ như ở trong đó nó là nhiều sao tốt nữa, thì dĩ nhiên là họ là thông minh. Mà nếu mà cái bộ sao của họ nó tốt hơn mình, thấy chưa, nó gặp những cái sao như khoa, nó đã gặp được như nhật nguyệt, nó gặp được tử phủ vũ tướng, hoặc là có hoa lộc, hoa quyền, hoa khoa gì đó ở trong đó, thì tức mình biết đó nó không phải là bạn bè của mình mà là sếp của mình. Mệnh của mình lớn hơn cung nô bộc thì có nghĩa mình là sếp của họ, hay là mình là bạn của họ. Còn cái cung nô bộc mà nó lớn hơn mình thì đó là những cái người mà họ điều khiển mình, tức là sếp của mình. Mình làm trong những cái công ty đó, chủ của mình. Ok, phải nhớ rõ cái điều đó. Thành ra nếu mà ở trong đó mà nó gặp sao thiên không đó, hay là nó gặp những cái sao mà gọi là chủ về mưu sĩ đó, thì toàn là những người đó có thể họ nói với mình rất là tốt. Cái bề ngoài thì họ rất là tốt, nhưng mà bên trong họ có đầy những cái thủ thuật mà họ kiềm chế mình, họ không ra mặt, hoặc cũng không phải là họ kiềm chế mình một cách mà quá đáng để mà họ hành hạ mình, nhưng mà họ vẫn có những cái cách để mà thủ thuật để mà họ kiềm chế mình, bởi vì nó vẫn là cái bộ sao mưu sĩ mà mình có thể nói là nó gần giống như Lumen vậy đó. Rồi, à, xin các bạn đừng có viết liên tục nha. À, khi các bạn viết như vậy thì tôi không thể xem được, là bởi vì nó chạy. À, khi mà nó chạy như vậy đó thì những cái bạn mà được hỏi đó tự nhiên nó biến mất, tôi không coi được. À, có bạn Lê Thị Như Thái hỏi làm sao để biết mình sao gì vậy? Cách hay nhất là tuyệt đối bạn đừng nên biết, vì biết những thứ này chỉ dành cho những kẻ ngu si biết thôi. Cho nên nếu bạn có trí tuệ thì tuyệt đối đừng nên biết. Rồi tôi nhắc rõ lại cho các bạn để các bạn hiểu nha. Đừng bao giờ đi tìm hiểu tử vi bói toán. Những gì tôi nói đây là tôi nói cho những người đã thích mê bói toán, họ đã khùng điên vì bói toán rồi. Cho nên những người khùng mà mình đâu có thể lấy cái chuyện bình thường để mình, cái cách mà bình thường mình nói mà họ hiểu được đâu. Cho nên khi mình nói chuyện với người khùng là mình cũng phải giả khùng với họ để mình nói cho họ hiểu. Đã có may ra như vậy đó mình mới giúp được họ. Ok. Vì những người mê bói toán tử vi đều là những người, đối với tôi thôi, tôi không dám nói với ai khác, đối với tôi những người đó là những người khùng điên và ngu dại. Ok. Thành ra các bạn cứ đam mê bói toán thì cứ đam mê. Ok. Và đối với tôi thì tôi vẫn coi các bạn giống như vậy thôi. Bây giờ các bạn có nói gì tôi cũng nói sẽ các bạn là như vậy đó. Rồi, thành ra chúng ta nói thì cứ nói, chúng ta hiểu thì cứ hiểu, và làm được tốt thì cứ làm. Cho nên bạn không biết tử vi bói toán thì tuyệt đối làm ơn, làm phước, vì ông bà cha mẹ của bạn, vì con cái của bạn, vì chồng của bạn, và vì bạn, tuyệt đối đừng có ngu si mà tin vào tử vi bói toán nha. Nhớ ha. Rồi, vậy là mình hoan hỷ. Ok. À, đây là bạn Hường Nguyễn. Thầy cho con hỏi, chồng con sinh năm 1972, mấy năm nay làm đâu mất đấy, cứ về không hết, bây giờ phải làm sao à thầy? Thì ở đây đó, nếu bạn đã ở trong làng thì bạn biết phải tu thôi. Chồng bạn không tu không chả ai giúp được hết, không có ông thầy bói nào giúp được bạn hết, không có ông thầy phong thủy nào làm cái gì mà giúp được bạn hết. Đừng có tốn tiền vô ích đi coi, chỉ có mất thêm rồi làm lại phá sản thêm thôi. Ok. À, hiểu được cái điều này thì các bạn sẽ không làm những cái điều tầm phào. Rồi, đây là bạn Nguyễn Huệ. Thưa thầy, trong app có phần ghi số tuổi bát tự, có vận tuổi tháng ngày thì có ý nghĩa gì
vì con tìm trên mạng mà vẫn không thấy. Cái đó nó thuộc về bát tự, mà như tôi nói với bạn vậy đó, đã không biết thì đừng có ngu si đần độn mà tìm để biết, càng không biết càng tốt cho bạn. Người mà không có ngày giờ sinh hoặc không biết giờ sinh, không xem được lá số tử vi, người đó đối với tôi là người may mắn nhất trên trần đời đó. Những người biết rõ về lá số tử vi của mình là những người xui rủi nhất trên trần đời, bởi vì họ lúc nào cũng muốn biết, càng đi tìm hiểu càng biết thì càng chết và càng bị đóng khung ở trong cái chuồng của tử vi. Okay. Cho nên bạn không biết, bạn hãy hoan hỷ và bạn hãy mừng cho bạn. Tôi cũng rất mừng cho bạn. Thầy ơi, vận thiên không là chỉ tính tại cung đại hạn có thiên không hay tính cả thiên không trong tam hợp xung chiếu? Thiên không tại cung an thân có khác ở cung mệnh không? Ở cung thân nó cũng giống y như cung mệnh. Ở cung thân thì tới lớn bạn mới thấm hiểu cái bộ sao thiên không. Ví dụ như từ nhỏ bạn không thích tu, nhưng bạn lớn bạn đi gặp cái sao bộ thiên không đó thì bạn lại thích tu. Thấy chưa? Thành ra nó không có, không phải cứ gặp thiên không là nó phải xấu. À, dĩ nhiên nếu không tu thì trở thành lưu manh là chuyện đó cũng đương nhiên, nhưng mà nếu bạn tu thì nó hoàn toàn nó lại trở thành rất rất tốt. À, cho nên trong bất kỳ một cái sao nào nó cũng có cái mặt tốt và mặt xấu của nó, hiểu được nó thì mình sẽ trở thành tích cực và mình làm cho nó trở thành tốt. Ok rồi, thì bây giờ đó bạn thấy rằng nếu mà tính cái vận thiên không đó là nó phải nằm tại cung đó có thiên không mới gọi là vận thiên không, còn nếu nó ở ngoài tam hợp nó chiếu vào thì cái đó nó không tính. Nó chỉ tính là thí dụ như bạn đi tới cái vận mà ở ngoài tam hợp, như là ví dụ bạn đi tới cung Dần đi, ok, hay là bây giờ mình nói tới cung Tý đi, vì năm nay năm Tý và đại vận ở ở cung Tý thì nó gặp sao thiên không ở tại cung Tý gọi là vận thiên không. Còn bây giờ nếu nó không phải nằm ở cung Tý mà nó nằm ở cung thân, tức là cung tài đó, nó gọi là lưu tài đó, thì cái cung lưu tài này nó gặp thiên không này đấy, nó cũng vẫn gọi là cái vận của thiên không của tài tiền bạc. Thì ở trong này đó mình phải coi xem trong cái cung tài này nó còn những cái sao xấu hay sao gì, hay là nó bị những cái sao như phục binh, y hay là hóa kỵ gì không, để xem mình có bị người ta lường gạt hay không về tài. Nếu mình tham nhất định mình sẽ mất. Hoặc là nó không nằm ở cung tài mà nó nằm ở cung lưu quang, tức là nó nằm ở cung 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 thìn. Thì khi mà bạn nhìn vào đây cung thìn này, bạn cũng lại y chang theo cái kiểu suy luận ở bên cung tài vậy đó, để xem mình có cái cung quan này nó như thế nào. Mình đừng có đang ở, mình đang làm việc ở một cái nơi nào nó rất tốt rồi, công việc nó đã như ý rồi, lại mình bị một cái người nào đó họ tới họ dụ khị mình, hay là họ tới họ vì để mà họ đạt được cái mục đích cho công ty của họ, họ tới họ nói anh đi qua tôi anh làm, hay chị đi qua tôi chị làm, tôi sẽ trả cho chị số lương như vậy như vậy như vậy, nhưng mà rồi cuối cùng mình qua nó không được gì hết. Đó gọi là cung quan gặp lưu không, gặp thiên không. Ok, nó không phải là vận thiên không, nhưng mà tại vì quan nó gặp thiên không, tức là lưu quan là vận của quan lộc của mình á, nó gặp thiên không, thì mình tốt nhất là mình đừng có chơi dại, chớ chơi bạo lấy tiếng ngu. Đang làm ăn tốt đẹp, ngày ăn ba bữa thôi, anh có nói gì anh nói tôi cũng thấy nó bình thường. Bởi vì nếu như chủ của mình hiện tại đang sống rất tốt với mình thì mình không có lý do gì mình phải đi bỏ cái người chủ của mình để đi tìm một cái nơi khác. Là cái đó thứ nhất là cái bản chất mình không tốt rồi, mà mình không tốt thì cái việc làm của mình không tốt, bắt buộc mình phải gặt hái những điều không tốt, đơn giản như vậy thôi, không có gì khó hiểu hết, đúng không? Rồi, thầy ơi, con là người biết kính trên nhường dưới, sống vì mọi người, biết nhường nhịn chia sẻ, không tham lợi cho mình, mà sao con gặp những người sống ác với mình, với con vậy? À, thì bạn nhớ như vậy nè, khi mà bỗng dưng tất cả mọi người họ đều sống xấu với mình thì nó không phải là đời này bạn sống xấu với người ta, nhưng mà đời trước bạn sống rất ác với người ta. Cho nên vì bạn sống ác với họ thì bây giờ bắt buộc họ phải sống ác với bạn. Bạn muốn họ sống tốt với bạn sao được? Cho nên bạn hãy hoan hỷ. Ok, hoan hỷ là mình đã trả được những cái nợ mà mình thiếu họ, vậy thì bạn vui mừng. Bạn vui mừng thì tự động những người ác đó từ từ họ sẽ trở thành người những người tốt, và họ sẽ giúp đỡ cho bạn, hay là họ sẽ làm những việc tốt cho bạn. Chuyện đó là chuyện đương nhiên. Nếu bạn biết tu nữa thì bạn sẽ thay đổi rất là dễ, nó không có gì khó hết. Cái okay. Có lẽ bạn là tốt nhất là nên vào làng ta để mà đọc để hiểu mấy cái vụ đó. Dạ con chào thầy ạ. À,
con thân cư Phúc Đức có thiên không. Vậy những cung được cung Phúc Đức chiếu về, vậy có ảnh hưởng điều tốt của sao đó không ạ? Nếu cung được chiếu đó xấu, được cung Phúc Đức chiếu thì sẽ làm giảm được cái xấu không ạ? Đại khái như vậy. Thân cư Phúc Đức tức là cái người này sẽ ăn chịu vào tất cả những cái gì mà đời ông đời cha của mình làm, những cái phước đức mà của người ở trên á, những cái đời trên á làm, mình sẽ hưởng hết. Tốt hay xấu gì mình cũng sẽ phải hưởng hết. Và nó đôi khi nó có những cái mồ mả chôn, nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái đời sống của mình rất rất là nhiều. Đó. Những người thân cư phúc đức thường là phải được phúc, tại vì đa số dòng họ nào cũng vậy, người ta sống, người ta cố gắng, người ta làm nhiều điều phước đức cho mình, chứ không để lại cho con cháu, chứ không ít có ai mà thích làm những chuyện mà thất đức lắm. Nhưng mà nói như vậy không nghĩa là không có, dĩ nhiên là sẽ có. Nhưng riêng những cái người mà họ được cái bộ sao cái cung thân mà đóng ở cung Phúc Đức đó, thì thường là họ được may mắn là ông bà cha mẹ của họ, những người trên đó, ông sơ ông sợ ông sợ ông sợ gì đó, sẽ có những cái người tốt trong cái dòng họ. Có thể là nhiều người mưu sĩ làm những cái điều không tốt, nhưng vẫn có những người tốt họ làm thì mình vẫn được hưởng. Đã. Người mà đã có ở cái cung Phúc Đức rồi đó, mà cung thân đóng đó, là thường là họ sẽ đi về cái con đường thiện lương là chính. Mà nếu bạn biết tu nữa thì cái đó nó càng tốt. Ok. Thầy ơi, cho con hỏi làm thế nào để mình biết được số phận của mình? Con thấy số con vất vả quá, vậy mà nó bảo là nó không biết kìa trời. Rõ ràng là thấy vất vả quá là biết là số phận của mình vất vả rồi, còn cần gì phải 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 hỏi nữa, đúng không? Cho nên tự bạn hỏi, tự bạn trả lời. À, thưa thầy, nhà con xem bói, họ nói cha con tháng 12 đến tháng 3 cẩn thận vì dễ gặp tai nạn. Con xin thầy hướng dẫn cho con cách làm thế nào để tránh tai nạn, giữ được bình yên với ạ. Nếu mà ông ta không tu thì làm sao mà bạn có thể làm gì được? Còn nếu như ông ta tu thì bạn chỉ cho ông rồi thì tự động ông sẽ biết cách mà tránh thôi. Bạn nếu mà thật sự có điều đó, điều thứ nhất là chưa chắc gì cái người nói đó nó đúng. Ok. Điều thứ hai, có thể nó xảy ra nhưng nó không có tai nạn gì nặng nề đến cái chuyện này, như là chết chóc chẳng hạn. Điều thứ ba, nếu như đó là số phận phải chết, tức là cái nghiệp đó nó tới cái giai đoạn mà phải chết, thì bạn có cách gì để bạn tránh? Điều thứ tư, dĩ nhiên nếu bạn tu bạn sẽ tránh được. Như vậy ổng có chịu tu hay không? Nếu ổng chịu tu thì bạn về bạn nói ổng đó, nói bố bạn đó, sắm sửa trái cây năm năm ngũ sắc năm màu, rồi đi tìm cái chú tiêu tai cát tường thần chú, trì đi, trì suốt từ thời gian này cho tới thời gian đó, hoặc hết năm sau luôn, thì tự nhiên mọi thứ nó sẽ bình thường thôi, đâu có vấn đề gì đâu. Ok. Rồi nếu bạn không biết cách, bạn cứ vào làng ta rồi tự động bạn tự tìm vào đó, thì bạn tự động bạn bạn đi gõ cái chú tiêu tai cát tường rồi sẽ có hướng dẫn cho bạn. Ok. Thầy ơi, tại mệnh có thiên cơ, hỷ thần, điếu khách, quả tú, Đà La thì sao vậy thầy? Thì cái người mà có quả tú đó là tính của bạn, nó đơn giản là bạn rất là khó chịu. Okay. Có thể là những người xung quanh họ không biết bạn là một người cực kỳ khó chịu, nhưng bạn là một người cực kỳ khó chịu. Thành ra đó, để tránh cái tình trạng này, okay, bạn muốn thoát khỏi cái quả tú đó, tức là phải sống cô độc đó, thì thứ nhất là đừng có cái cách sống lèm bèm theo cái sao điếu khách, đừng có than vãn. Ok. Hãy chọn cái sao thiên hỷ, tức là cái sao vui vẻ, lúc nào chuyện gì nó xảy ra bạn cũng vui cười đó. Nó giống như là cái chuyện mà tôi nhớ hồi nhỏ, mà khi tôi coi cái chuyện về mà các gọi là knight của chiến sĩ của các cái vị kiếm sĩ và chiến sĩ của người Anh đó, nó làm rất là vui tiếu lắm.
chẳng hạn như một người mà đã là chiến sĩ hay là làm một người Nike kỳ rồi đó, thì chết họ coi thân mạng của họ nó không có tựa như lông hồng vậy đó. Cho nên khi ảnh ảnh đi ra ảnh đấu với người ta mà ảnh bị chặt một cánh tay, ảnh nói ha, mới có đứt một cánh tay mà ăn thua gì, chuyện nhỏ. Ảnh vẫn cười ha hả, chặt thêm cái phục đứt luôn một cái chân nữa, ảnh nói nhưng mà ta vẫn còn được một chân, ta vẫn đứng, vẫn chiến đấu được như thường, vẫn tiếp tục cười như thường bình thường đó. Cái sao thiên hỷ nó là như vậy đó. Bạn hãy nhìn tất cả mọi thứ một cách hoan hỷ như vậy. Thí dụ như đứt cái chân rồi, nó ở mới đứt một chân mà cũng còn được một chân nữa, ít ra là mình có thể gắn chân giả vẫn đi được bình thường. Nếu mà bạn sống như vậy đó, cuộc đời của bạn có cách gì mà cô độc được hết. Giống như tôi là tại vì tôi có cô thần tại mệnh nè, tôi có cô thần Quả Tú mà. Cô thần Quả Tú mà tôi lại có song hỷ, cho nên cuộc đời tôi cái gì nó cũng vui hết. Là tại sao? Tại vì bất cứ chuyện gì nó xảy ra tôi cũng nhìn nó với cái góc cạnh tiếu lâm hay là cái góc cạnh vui, chứ không có phải là cái góc cạnh mà khổ đau. Thành ra như vậy nó cái gì nó cũng cũng vui hết đó. Ok, cho nên bất cứ cái gì tôi làm, cái việc gì của tôi làm là tôi đã có cái sự tính toán sẵn đó. Tôi làm việc đó là tôi có mục đích, tôi mà nói xong rồi thôi, nếu không được thôi bỏ qua. Ok, giống như bây giờ thí dụ bạn nói chồng bạn, nói là phải quyết liệt, hay là bạn nói bồ bạn gì đó không biết, bạn có chồng hay chưa tôi cũng chưa biết, bây giờ nó chạy mất tiêu rồi, tôi cũng để không biết bạn nhiêu tuổi nữa. Chuyện mà mình không vừa ý là mình phải nói, và nói tới cùng, mà mình nói 3 lần không được thôi, hoặc là mình nói mà cái việc nó chưa xảy ra, nó chưa xong mà, là mình phải nói cho đến khi nào mà nó đã xong rồi, nó hoàn tất rồi, hoàn thành rồi mà mình không thay đổi được gì, vui vẻ cười ha ha ha. Bây giờ tôi đã làm hết rồi mà nó không làm được, giờ nó không thay đổi được, tôi đâu có gì đâu, tôi phải buồn, không buồn gì nữa vì mình đã làm hết tất cả những gì mình có thể làm rồi. Cho nên khi nó xong là mình hoan hỷ, coi mọi thứ nó không không bình thường, có gì để mình bận tâm hết. Ok, bạn sống như vậy cuộc đời bạn sẽ rất là hạnh phúc, không có gì buồn phiền, có gì đau khổ hết. Và không biết là bây giờ cũng còn sớm, bây giờ mới có 11 giờ, chắc các bạn cũng còn chịu nổi đúng không? Rồi, xin các bạn đừng có viết liên tục, đừng có comment gì hết á, ok? Tại vì các bạn cứ comment thì nó cứ nó chạy, và khi nó chạy như vậy thì các bạn ở trên nó bị mất, tôi không có xem được, thì thật là tiếc cho các bạn đó. Bạn Nhung Bùi, thầy ơi, chồng con sinh năm 1974, làm ăn không được gì hết, giờ phải làm sao thầy? Chỉ có cách tu thôi bạn, không có tu không ai giúp được bạn cả, tôi cũng không có cách gì giúp bạn cả. Ok, phải nói cho anh ta tu. Dạ bạch thầy, con muốn tìm công việc, giờ con thất nghiệp, chưa biết làm việc gì, chưa biết nên làm việc gì, thầy giúp con với ạ. Con sinh năm 1984, con cảm ơn thầy. Bạn chưa biết thì cái việc đương nhiên là ngày bạn nên xem cái video hồi hôm qua nha. Bạn trở lại bạn coi cái video ngày hôm qua thì bạn sẽ thấy, tức là ở trong đó tôi có hướng dẫn cho bạn cái cách bạn tu làm sao để mà bạn có việc. Ok, rồi thầy ơi, giúp con sinh năm 1985, năm nay bị tam tai thứ hai, năm sau 5 tuổi, thầy giúp giùm con phá giải hạn. Như tôi đã nói với các bạn đó, không có tam tai tam chân cái gì hết, đó là những cái chuyện tào lao. Ok, trên đời này á, có mỗi một năm có 1 tỷ người, 1 tỷ người nha, chứ không phải một người, mỗi năm đều có 1 tỷ người có hạn tam tai thì bạn thử nghĩ đi, 1 tỷ người bị tam tai lận, cho nên là mình cũng tam tai giống như người ta nên hoan hỷ, tại vì đó là điều tào lao. Làm gì mà có 1 tỷ người có cùng hạn tam tai? Nhưng tại sao mấy ông thầy cứ bày ra như vậy? Bởi vì trên đời này đó, cái bản chất xấu là tự nhiên, 80% người nào năm nào cũng có việc xấu hết đó. Đó là bản chất tự nhiên. Cái đó tôi gọi là định luật đương nhiên. Trong bất kỳ một năm nào trên thế giới này phải có 80% xấu.
Đó là bản chất đương nhiên của định luật đương nhiên. Bạn không có cách gì thay đổi được hết. Thế cho nên mấy ổng cứ bày ra là hạng này hạng kia, không có hạng nào hết. Dù bạn có không hạng gì bạn cũng vẫn cứ xấu thôi. Cái bản chất xấu là đó là bản chất tự nhiên. Trên đời này cái định luật đương nhiên đó bạn có thấy không? 5% cực kỳ, 1% cực kỳ giàu, 5% là tương đối rất giàu, 15% là giàu hoặc là khá giàu, 80% là trung bình hoặc là nghèo khổ túng thiếu. Đó là bản chất đương nhiên, định luật đương nhiên nó là như vậy. Bạn đi tìm ở đâu ra mà nó không có xấu? Cho nên năm nào cũng có 1 tỷ người gặp tam tai hết, bạn nghĩ nó có lý lẽ gì không? Chỉ có người khùng mới tin chứ người bình thường ai tin được. Người có một chút đi học thôi, đi học một chút thôi, biết làm một bài toán thôi, ngồi tính ra là mình sẽ thấy ồ mấy anh cha này tào lao. Đúng là chỉ có thầy tào lao mới nói chuyện tào lao, chứ thầy bình thường giống như cha Hoàng Quý Sơn chả không nói mấy cái chuyện điên khùng như vậy. Ok, mà nhìn mặt của con trai Hoàng Quý Sơn thấy mặt mày con chả thông minh mà, đúng không, sáng sủa đúng không? À, nhìn mặt thấy có trí tuệ vậy sao nói chuyện khùng vậy được, đúng không? À, thì ít ra bạn cũng thấy tôi không có đến nỗi khùng như vậy. Đừng hỏi mấy cái chuyện tào lao mà tam tai hay tứ tai, mà hỏi kiểu đó ngồi gần tôi thì dễ ăn bạc tai, chắc chắn là như vậy. Rồi coi như chuyện của bạn qua đi ha. À, cho nên bạn không cần phải giải hạn gì hết á, chỉ việc của bạn là tu. Nếu mà bạn tu tốt, việc của bạn tu tốt thì tự động mọi thứ nó tốt. Còn đó là do nghiệp và nghiệp số của bạn, tức là do cái nghiệp quả của bạn, số mệnh của bạn là chính là nghiệp quả của bạn. Nghiệp mình xấu thì tự động nó phải tới, chứ không có cái vụ mà tam tai tứ tai hay ăn bạc tai gì hết á. Ok, rồi bây giờ là Thúy Linh. Thầy ơi cho con hỏi, con sinh 4 tháng 4 năm 88 âm lịch, năm 2000, một con muốn mua nhà, mọi việc có thuận không? Vấn đề của bạn là bạn có tiền hay không, bạn có tiền mà người ta có chịu bán cho bạn hay không. Nếu họ chịu bán, bạn thích mua chỗ đó thì bạn mua, nó thuận thôi chứ bạn hỏi gì. Mấy cái chuyện này là không cần hỏi ai hết đó. Chỉ tự mình biết thôi. Bạn không biết thì không ai biết được hết. Nói như vậy không có nghĩa là đi xem bói không biết, nhưng mà mình đi coi bói để hỏi cái chuyện như vậy là thuộc về tào lao rồi, đúng không? Người có trí tuệ không ai làm chuyện khùng khiêng vậy hết. Hãy có tiền là mua thôi, năm nào thích mua là mua thôi, không có cái vụ mà năm tam tai, năm gọi là họ họ kêu là gì, kim họ đặt ra nhiều nhiều cái năm kim lâu thì không được lấy, không không được lấy chồng, không được lấy vợ, không được, cứ năm nào cũng có 1 tỷ người kim lâu. Vậy không lẽ trong một năm đó 1 tỷ người có kim lâu đó thì không có ai lấy vợ lấy chồng hết à? Cho nên nghe nói không là mình đã thấy nó ngu rồi, đúng không? Tại cái 1 năm có 1 tỷ tam tai là quá ngu. Bây giờ thêm 1 năm có 1 tỷ kim lâu là quá ngu, quá sức ngu. Chỉ có người ngu mới tin, chứ người bình thường có học một chút thôi, hay là cái có cái não mà biết xài chút xíu thôi, ai nghe ai tin. Thế mà lại là cái số người tin nó lại đông. Bởi vậy ta mới nói là chúng sanh sinh ra là để ngu si, cho nên mới làm chúng sanh. Chứ nếu mà không ngu si thành ra Phật, thành Bồ Tát, thành những cái bậc mà nghĩa là thánh nhân hết rồi, đúng không? Cho nên đừng có hỏi mấy cái chuyện đó. Mấy cái đó là nó thuộc là tào lao hết á. Chỉ có họ hù dọa, họ hăm dọa để họ tìm cách, họ kiếm tiền, họ lợi dụng, họ lường gạt mình thôi. Đừng, càng không tin, càng không biết là càng tốt. Các bạn nhớ như vậy đó. Rồi, bạn Tuyết Mai nói mệnh cô thần, thân quả tú, phu đậu quân thì sao thầy? À, thì nếu mà bạn sống mà bạn nghĩa là khó khăn, bạn khó chịu, bạn lúc nào bạn cũng mong mỏi người ta phải hiểu bạn, bạn không cần nói nhiều mà bạn bắt người ta phải hiểu, xin thưa nó không bỏ bạn, điều đó là bạn quá may mắn. Còn bạn sống đau khổ, bạn cô độc là chuyện đương nhiên nhé. Cho nên vợ chồng cần phải nói cái gì mà mình không có thông cảm nhau được thì mình nhẹ nhàng mình nói 3 lần, mà nếu không được thì thôi không nói nữa. Bởi vì đã 3 lần bạn nói mà họ không thay đổi thì xin thưa là bạn không có cách gì nói để cho họ họ thay đổi được hết. Có nói 3.000 lần họ cũng không thay đổi, nhưng mà trong 3 lần đầu tiên là phải quyết liệt, phải nói quyết liệt. Đây không phải là phải nóng nảy, phải chửi bới gì hết đó. Nhẹ nhàng nhưng mà em là phải như vậy đó, anh có chịu được đó, anh phải làm như vậy em mới đồng ý, thí dụ vậy. Thì mình phải nói cho rõ, nói rõ chưa chắc người ta hiểu nữa, thấy không? Tôi nói nhiều chuyện rất là rõ mà người ta cũng vẫn không hiểu, nữa huống nữa là bạn không nói rõ thì họ không hiểu là chuyện đương nhiên. Cho nên mình phải tập một cái tính là phải nói đâu cho ra đó, cho rõ ràng.
Bạn Thái Việt Nam, cái bạn này đó là tôi rất ghét, là tại vì bạn rất thích coi tử vi, mà tôi thấy người nào thích coi tử vi thì tôi ghét à, vậy thôi, tôi chả cần biết người đó là người nào hay ai thích coi tử vi là tôi ghét, chỉ vậy thôi. Cho nên cái bạn này đó, bạn nhắn tin tôi hoài tôi không có trả lời à, tại vì bạn rất thích coi tử vi mà tôi thì ghét người thích coi tử vi, nói chung là chỉ đơn giản vậy thôi. Con chào thầy, thầy cho con hỏi có phải Thiên Diêu ở cung Ngọ là một người thông minh không ạ? Kiểu thông minh không học mà biết. Xin thưa, Thiên Diêu đó chỉ có ở cái sao ở Thìn Tước là rất là đẹp thôi. Vì nó là thủy tinh cho nên ở những cái nơi giống như là Ngọ cung cũng chưa phải là tốt. Ok, chỉ có các cái sao mà những cái cung mà thổ đó, thì tương đối là tốt, nó giống như nước lọc vậy đó thì nó mới là tốt thôi. Nhưng mà cho dù có tốt hay không tốt gì, nếu họ không làm bác sĩ thì họ cũng vẫn có những cái nghiện. Nếu như nó đi với hỏa tinh, linh tinh chẳng hạn, thì họ vẫn nghiện ngập. Họ đi với hóa kỵ thì họ nghiện những cái chất nghiện. Cái sao thiên không đó, cái xin lỗi, cái sao thiên riêu đó nó là chủ về dâm tinh. Nếu mà đi được với Nguyệt Đức á, thì may ra nó hóa giải được cái dâm tính. Còn nếu không mà nó đi chung với đào hoa đó thì người đó muốn tu được khó lắm, bởi vì họ rất là dâm. Rồi. Thầy cho con hỏi người đồng tính thì tử vi có sao gì và làm thế nào để có thể tránh được? Cái người mà có bộ sao đồng tính, xin lỗi, cái sao đồng có cái tính đồng, nghĩa là bị bệnh đồng tính, tại vì đồng tính nó là bệnh. Nhiều người không chấp nhận nó là bệnh nhưng mà thực sự nó là bệnh. Tại sao tôi nói cái điều này nó là bệnh? Vì giống như tôi đã viết cái bài ở trong trong làng ta đó, các bạn thấy cái cậu bé này từ nhỏ đã bị người cậu molest, tức là khiêu nghĩa là xâm phạm tình dục đó, thì cái cậu bé này lớn lên cũng trở thành lại cái, anh ta biết cái điều đó, mà khi anh ta lớn có một cái hiểu biết hơn một chút đó, thì anh ta đã đánh một bạt tai cái người cậu đó. Nhưng mà rồi chính ảnh sau đó cũng trở thành lại cái. Và tất cả những người làm ở trong các cái tù ở Mỹ đó, nếu là phụ nữ mà coi phụ nữ thì họ đều trở thành lại bóng hết. Và những người đàn ông mà coi tù đó, cai tù cai ngục đó, mà toàn là đàn ông không, họ cứ xem những đàn ông tắm rửa rồi này kia, 5 năm 10 năm sau họ đều trở thành lại cái hết. Như vậy bạn thấy một người bình thường để trở thành lại cái, nếu không phải là bệnh thì tại sao nó là như vậy? Tại vì tất cả nó đều nằm ở trong này. Bạn bệnh gì nữa bạn cũng ở trong này thôi. Ok. Thành ra khi mà tôi nói bệnh tức là nó nằm ở trong này. Giống như một người mà cứ nghĩ là tôi phải chết, tôi phải chết, tôi phải chết, hay là tôi sẽ bị bệnh này, tôi sẽ bị ung thư, tôi bị ung thư, nhất định bạn sẽ bị ung thư. Tại vì nó nằm ở trong này nè. Cái hóa chất đó nó cứ tiết ra thì bạn không thể nào chịu được, cũng giống như ở trong cái não phía sau đằng sau này nè, của cái tánh giác đó, nó có một cái hệ thống nó gọi là nhận diện. Ví dụ bạn đã chấp nhận bạn là đàn ông thì dĩ nhiên bạn nhìn phụ nữ là bạn phải thích. Có những người họ sẽ thích nhìn chỗ nào, nhìn cặp ngực của phụ nữ, thí dụ vậy. Có người thì họ lại thích cái đẹp, nhìn con mắt. Có người thì thích nhìn cái mũi, thích nhìn người thích nhìn cái miệng của phụ nữ. Nhưng có người thích nhìn ngực của phụ nữ, có người thích nhìn bộ phận sinh dục của phụ nữ. Cái đó là chuyện đương nhiên, khi mà cái não của bạn đã nó đã chấp vào cái điều đó thì nó sẽ làm cái điều đó. Cho nên khi bạn cho rằng bạn là đàn ông, bạn nhất định phải thích đàn bà, thì bạn gặp đàn bà là bạn sẽ thích. Một khi bạn chấp nhận bạn là đàn bà, bạn không phải là đàn ông, thì dù bạn đang là đàn ông đi nữa, bạn cũng sẽ rụng hết râu ria và tiếng nói của bạn nó sẽ the thé trở lại, bởi vì những cái hormone ở trong não bạn nó tiết ra chứ nó không có ở đâu đâu hết á. Thành ra muốn trị được cái bệnh này là bạn phải tự trong tâm bạn nhận thức được rằng mình đã không phải là bình thường. Cần nhận dạng lại mình là người đàn ông hay là mình là người đàn bà, mình cần thích đàn ông. Và cái này tôi đã hướng dẫn và tôi đã chỉ cho những người đã từng là lesbian và họ đã có chồng và bây giờ họ hạnh phúc và họ rất là yêu chồng họ. Ok. Và ở trong làng đã có những người mà họ đã xác nhận rằng họ bây giờ đã bắt đầu thích lại người khác phái rồi, chứ không phải còn thích đồng phái nữa. Như vậy thì có nghĩa là tất cả những thứ này chúng ta tu đều có thể thay đổi được hết, đúng không? Ở đây tôi không có
nói tới cái chuyện đá động tới là tôi kỳ thị người đồng tính gì hết. Tại vì đối với tôi không có cái chuyện kỳ thị đó. Những bạn đồng tính đến hỏi tôi vẫn chỉ cách đàng hoàng, tôi vẫn hướng dẫn mạch. Mà những bạn đó hỏi tôi là tôi chỉ rất là kỹ nha, dẫn link đồ đàng hoàng. Tại sao? Tại vì tôi mong họ được thoát ra khỏi cái cảnh đó, đau khổ đó. Cho nên là tôi rất là tận tình mà giúp họ. Còn mà bạn hỏi tử vi tôi là tôi gạt ngang qua bên và tôi đá bạn đi ra ngoài luôn. Còn khi tôi block bạn luôn. Tại vì tôi không thích, mà tôi đã nói thẳng là tôi không thích những người thích coi tử vi. Anh có quyền thích coi tử vi cá nhân anh, kệ cha anh, tôi không quan trọng. Đối với tôi không có giá trị gì tôi hết, cho nên tôi không có quan tâm là anh thích hay không. Nhưng khi anh thích tử vi thì làm ơn tránh xa tôi ra và đừng bao giờ hỏi tôi. Bây giờ tôi rất ghét. Mà hễ anh mang cái mặt anh tới anh hỏi tử vi tôi là tôi ghét rồi đó. Cho nên là nên tránh xa tôi. Ok, khi nào tôi muốn coi thì tôi sẽ nói cho các bạn biết là tôi coi nè, giống như bây giờ nè, bạn hỏi tôi trả lời. Còn khi không mà nhắn tin hỏi tôi là tôi đã ghét cái mặt bạn rồi. Ok, rồi à, từ ngày vào làng con không mất tiền ngu nữa, trước kia cứ đi cúng kiến các kiểu tiền ăn không có mà lại đi phung phí à, thì nó quá ngu. Bạn này nói đúng nè, bạn Hoàng Thư Ân nói quá đúng á. À, bạn Bảo Hạnh, con thưa thầy, con bị cao huyết áp và u tuyến giáp thì đọc số nào? Cái này bạn và tự bạn phải vào trong làng ta và bạn tìm cái link chữa bệnh, hoặc là bạn cứ chui vào đó, bạn kiếm ai đó bạn hỏi đại, thì những người đó người ta thương, người ta thấy tội nghiệp bạn, người ta sẽ trả lời cho bạn thôi, chứ còn bây giờ ở đây sẽ không trả lời cho bạn được. Ok, rồi. Và nếu mà bạn cao huyết áp đó, cái cách hay nhất tôi nghĩ là bạn nên lạy sám hối đi, ok, để bạn khỏi phải tốn thời gian đi tìm gì hết đó. Bạn cứ lạy sám hối đi, 3 tháng 6 tháng tự động nó hết á. À, thưa thầy cho con hỏi, con sinh ngày 12/86 tuổi Bính Dần, sao con kinh doanh việc gì cũng không được thành công ạ? À? Tại vì thứ nhất là bạn không chịu học cho thiệt tốt về những cái việc mà bạn làm, bạn nên trở lại học cho thật kỹ, đó là cách bạn nên làm. Và cái thứ hai là giống như bạn cần phải trở lại coi cái video ngày hôm qua chúng tôi đã nói về cái tình trạng này và có hướng dẫn cách làm sao này để bạn được làm những công việc đúng theo cái ý cái mong muốn của bạn, cái ý nguyện của bạn và được tốt lành. Bạn nên trở lại xem nha, tại vì cái đó nó nhiều lắm, rất là nhiều, tôi nói tới 2 tiếng mấy lần, thành ra không thể ngồi đây để nói cho bạn nghe được. À, thầy ơi cho con hỏi, con trai con sinh ngày 14/2 năm 1998, bao giờ cháu xuất gia được? À, thì khi nào mà có người nhận, có chùa nào nhận bạn đó xuất gia được thì bạn sẽ xuất gia được thôi. Và đặc biệt là bạn có thích hay không. Cái bạn mà không biết ngày sinh bạn Phương Nguyên đó là rất là may mắn. Bạn không biết ngày sinh cho nên là tuyệt đối bạn cần phải xem số. Quá may mắn. Chào thầy, con thường gặp trắc trở về tình duyên, vậy con nên làm gì để tình duyên tốt lên vậy thầy? À, bạn không tu thì bạn không có cách gì để làm cho tốt lên được. Nếu bạn tu thì bạn thấy ở trong làng ta những bạn mà rất xấu theo số là không thể có chồng, họ vẫn cứ lấy chồng bình thường, mà không những lấy chồng bình thường nha, lấy chồng rất tốt. Tôi nói lấy chồng bình thường có nghĩa là họ lấy một cách trơn tru, không có bị bất cứ một cái trục trặc gì hết, và chồng của họ là những người rất tốt, hiền lành thành đạt. Ok, bạn cứ vào làng ta bạn gõ cái chữ tu làm sao để lấy được chồng như ý đó, thì bạn vào đó bạn làm, bạn gõ thì bạn tự biết thôi. Ok. Thầy ơi chữa bệnh bằng truyền năng lượng Reiki có đúng hay không? Tôi chả biết cái cách chữa bệnh Reiki nó là cái bệnh gì, là cách chữa như thế nào tôi không biết. Nhưng mà trên đời này nó có những thứ mà người ta vẫn làm được. Chẳng hạn những người họ có những cái thần thông mà ai tới, giống như ngài Tuyên Hóa vậy đó, ai mà có nghiệp có bệnh gì tới ngài đập cho 2 3 cây đi về hết bệnh. Thì cái điều này là vẫn có mà, đúng không? À, cho nên cái người mà truyền năng lượng gì đó thì tôi không biết, nhưng mà nếu họ không phải là những bậc đắc đạo thì cái chuyện mà họ truyền năng lượng nó tốt là chắc chắn không khó rồi đó.
Con xin nhờ thầy giúp cho con trai con sinh năm 1995, cháu có bạn gái sinh năm 1996. Bạn hỏi cái kiểu đó thì ông nội tôi cũng không biết đường trả lời, chứ nói chi là tôi. Rồi. Nam mô Diệt Sư Phật, con kính chào thầy, chúc thầy nhiều sức khỏe. À, chào chị Hoài Vũ. Tôi lúc nào cũng theo dõi chị hết đó nha. Bất cứ là một hành động, một lời nói, một cử chỉ gì của chị là tôi cũng theo dõi hết. Mấy cái chị mà lớn lớn tuổi đó, nói già thì nhiều khi mấy chị hơi buồn không vui, nhưng mà mấy chị lớn tuổi đó, 70 trở lên đó, là chị nào tôi cũng theo dõi từng chi tiết hết. Có nghĩa là các chị mà chị này cần nói một câu, một chữ nào ở trong làng tôi đều theo hết, từng cái một, không bỏ sót cái nào hết nha. Cho nên rất là hoan hỷ. Chào chị. Tuổi trẻ đó không sao hết á, nó khổ 20-30 năm sau rồi từ từ nó học. Người đã lên tới 70 rồi không có còn nhiều thời gian, cho nên tôi rất là quan tâm. À. À, thầy ơi, thầy thiên không ở thiên di thì như thế nào? Thì thật ra đó, cái sao thiên không đó mà nó ở trong mệnh đó, thì đó là cái người thuộc cái dạng người mưu sĩ, họ lúc nào họ cũng dùng suy nghĩ hơn là tình cảm. Tại vì họ mưu sĩ mà họ tính toán dữ lắm. Những người thiên công là rất rất là tính toán. Họ làm bất cứ cái gì cũng là vì tính toán chứ không phải là vì cái tâm. Trừ phi họ tâm, họ tu thì bắt đầu lúc đó họ mới là dùng cái tâm. Nha. Cho nên người mà có thiên công ở ngoài cung di chiếu hay này kia cũng vậy. Phải rất là cẩn thận. Ráng mà tu nha, có thiên không phải ráng tu. À, thầy cho con hỏi mệnh của con có Liêm Trinh Phá Quân. Vậy thì nếu mà Liêm Trinh Phá Quân thì giờ ở Mão Dậu gì đó thôi. À, Đào Hoa Thiếu Dương Thiên Thọ Lộc Tồn. Thiên không bệnh phù phá toái. À, không thể nào chỉ có bao nhiêu đó mà luận giải cho bạn được, nhưng mà ở đây tôi có thể nói cho bạn sơ sơ để bạn hiểu như vậy nè. Việc thứ nhất là bạn tuyệt đối không nên dâm dục, không nên có suy nghĩ về vấn đề yêu ái trong đêm ngủ, vì bạn sẽ, nếu bạn là nữ thì bạn sẽ khó tránh bị bệnh về phụ khoa tử cung. Okay. Bởi vì bạn có những cái bộ sao mà nó sẽ không tránh được bệnh về về, về phụ nữ, bởi bệnh về sản khoa, phụ khoa. À, và cái điều quan trọng nhất là đừng có dùng những suy nghĩ tính toán để mà đối xử với người, hãy dùng cái tâm. Và nếu bạn là người biết tu thì điều đó sẽ là rất rất tốt, cực kỳ tốt cho bạn. Và thứ hai nữa là bạn, khi mà bạn sống với cái tâm đó thì bạn cần nói đúng với cái gì mình nghĩ, ở trong lòng nghĩ sao thì mình phải nói ra y như vậy. Tại vì cái sao phá toái nó chủ cái tính của bạn là nói nghịch luận, nghịch lại với những, nhiều khi trong tâm của bạn biết cái điều đó là tốt nhưng mà bạn ra ngoài bạn cứ nói ngược lại, tức là không nói thật. Nó có những người họ có cái sao phá toái không đi với những cái cách cục xấu đó, thì họ sẽ có một cái tính như vậy nè, là họ thích nói ngược lại với đại đa số quần chúng, nhưng mà trong tâm họ không có, họ không có cái gì nghĩa là xấu ác hết á, họ chỉ nói cho nó vui vậy thôi, tức là họ nói để mà nói, để nó ngược lại với người ta thì họ mới thích, chỉ thế thôi, chứ còn trong tâm của họ cũng chả có nghĩ cái gì là xấu là ác hết á. Cho nên bạn phải tập một cái tính đừng có nói ngược, mà mình cứ nói đúng theo cái sự thật trong tâm của mình nghĩ. Bởi vì cái bộ sao tiên không đó là nó đã là thuộc vào cái dạng mưu sĩ, cho nên mình phải cần phá vỡ cái hàng ngũ đó đi. Mình đi theo con đường của Liêm Trinh, tức là con đường nói thật. Tại vì cái sao Liêm Trinh đó, bản chất của nó là nó ngay thẳng mà, tại vì trung trinh cho nên mới gọi là Liêm Trinh. Nhưng mà vì nó đi với cái anh phá quân đó, thì cái bộ sao Liêm phá này đó nó có một cái tính là hay pháo kích. Tức là có những người họ không phải là họ ma mánh để họ nói quá đáng hay là họ
tăng bốc nó lên. Nhưng mà vì cái bộ sao phá quân này đôi khi mình hay phóng đại. Đó. Có những người họ phóng đại một cách nghĩa là vô tư vui như vậy thôi, chứ cũng không, hoặc giả là họ không có cái tính phóng đại mà lại họ có cái tính này, họ hay dùng những cái chữ nghĩa nó gọi là đau to búa lớn đó, hay là over, nó quá sức, nó cố tình làm cho nó hấp dẫn hơn, chỉ vậy thôi. Nhưng mà riêng với người có thiên không đó, thiếu dương đó, thì mình quá là khôn ngoan, thành ra mình cẩn thận, phải ráng tu tập cho thật nhiều. Đây là một bộ sao rất là nguy hiểm. Thầy ơi, con thân cư thê có phải kiếp trước con nợ vợ con không ạ? À? Dĩ nhiên khi mà cái người mà có thân cư phu thê đó thì là mình cũng đã có một cái sự ràng buộc rất là gần gũi với vợ chồng của mình, người phối ngẫu của mình. Nhưng mà nó còn tùy thuộc là ở bên trong đó tốt xấu như thế nào. Nếu mà tốt đó, thì như vậy có nghĩa là mình không cần phải làm gì hết, nhờ chồng của mình hay vợ mình họ làm hết cho mình. Còn nếu ở trong đó mà xấu đó thì thực sự cái đó nó mới là cái đáng đáng sợ. Dĩ nhiên là mình thân cư phu thê thì mình vẫn phải bị lệ thuộc ở họ một cái số điều nào đó, cho nên hễ bị lệ thuộc tức là ràng buộc, mà ràng buộc là không 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 tốt rồi. Ở đây là mình chưa nói tới cái chuyện là sự thật nó tốt xấu gì đó, nhưng mà mình nói trong cái sự ràng buộc là không tốt. Mà người muốn tu là bắt buộc không bị dính, không bị kẹt, không bị ràng buộc bất cứ một thứ gì thì nó mới tốt. Ok ha. Rồi. Bạn Ngân Lưu. Thầy ơi, thầy cho con hỏi thêm một vấn đề là thiên không ạ. À. Có phải cung phu có sao thiên không sẽ làm tuổi thọ người hôn phối không thọ, và nếu đúng vậy chỉ có tu mình mới giúp được họ, xin thưa không phải? Người có sao thiên không đó ở cung phu thê đó, thường 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 người ta nói là có cũng như không. Cái sao thiên không là có, nó gọi là sắc sắc không không, mà có chồng cũng như không có chồng, ví dụ vậy. Chứ nó không phải nhất thiết là cứ hễ có sao thiên không thì người chồng phải chết sớm, điều đó nó không hẳn. Ở trong đó nó phải có nhiều bộ sao xấu thì nó mới có thể nói lên được cái điều đó. Mà đây là mình nói tại cung nha. Nhưng mà cái điều hễ khi mà có cái bộ sao thiên không đó, thì thường thường nó bao giờ nó cũng đi chung với đào hoa hồng loan. Cho nên hễ cái người mà người chồng của mình hay người vợ của mình mà nằm trong cái hàng ngũ thiên không thì đương nhiên là họ sẽ khó tránh cái chuyện mà gọi là yêu ngoài luồng hay là dâm dục, đại khái vậy. Đây là mình nói tất cả những cái bộ sao nó đi một mình, nó không gặp những cái sao tuần sao triệt, những cái sao mà nó chế như là Nguyệt Đức rồi chẳng hạn, để nó chế những cái tính dâm loạn thì mình cũng nói. Nếu ở đó nó đi chung với lại là thiên riêu thiên y chẳng hạn, hóa kỵ đào hoa chẳng hạn, thì nhất định anh đó anh phải đi ngoại tình là chuyện đương nhiên, cái đó mới đáng sợ. Chứ còn cái chuyện mà chết yểu là chuyện đó không, hầu như là không có, không quan trọng cái chuyện đó. Mình chỉ có quan trọng là có cũng như không, có nghĩa là ở chung với mình nhưng mà lòng họ ở chỗ đâu, chứ không phải ở với mình. Bởi vì có cũng như không mà, hoặc giả là rồi mình sẽ phải ly dị, thì cái đó mới là những chuyện mình đáng sợ. Cho nên mình ráng tu là để tránh những tình trạng đó. Tại vì mình tu đủ thì từ người chồng dù xấu đi nữa tự động nó cũng sẽ trở thành tốt, dù họ có cái tính ngoại tình đi nữa, nghiệp của mình hết họ cũng sẽ không đi ngoại tình. Chuyện nó chỉ đơn giản vậy thôi. Cho nên cái câu hỏi của bạn mà sợ người chồng chết đó là nó không đúng nha. Mà hôm nay là mình đang tới giờ này bên Việt Nam là gọi là ăn Giáng sinh đúng không? Cho nên là chúc qua Giáng sinh cho các bạn. Mình đang nói chuyện Giáng sinh, Bắc Vương nói đúng nè. Rồi. Coi như tối nay tôi làm già Noel đi. Thầy ơi, mệnh bị triệt có khoa khúc, tả phù, thiên mã, giải thần, phượng cát, đại hao, tuế phá.
Thiên hư thì thế nào coi như là may mắn, tại vì nếu mà bạn không bị trượt đó thì tuế phá thiên hư là coi như cuộc đời bạn nó cũng thui hẻo mất rồi. Ok, tại vì bạn gặp tuế phá thiên hư mà nếu nó không gặp tuần triệt thì như vậy bạn sẽ rất là bất đắc chí, tất cả những thứ nó xảy ra bạn đều bất mãn, nhưng nhờ có triệt nó giảm bớt rất là nhiều, thí dụ 100% nó giảm bớt còn 50%, vậy là nó tốt chứ nó đâu phải nó xấu đúng không? Nhưng mà vì gặp triệt đó thì nó lại cũng giải quyết luôn, nó cũng giải quyết luôn những cái thằng như là Hoắc Hoa, Xương Khúc, Tả Phù cũng bị giảm đi đó. Hay là như Thiên Mã cũng bị giảm đi, nó làm cho Thiên Mã cứ cùng quẩn không có thoát ra được. Nhưng mà cái vấn đề ở đây đó là nếu mà trường hợp bạn nói như thế này đó thì nó tất cả những cái sau nó nằm như vậy, chỉ có cách là bạn phải đóng ở bốn cung thìn, xin lỗi, dần thân tỵ hợi thì bạn mới có được Thiên Mã thôi, làm sao mà ngoài cái đó ra mà có được đúng không? Cho nên là bạn nhìn như vậy bạn cũng hãy nên hoan hỷ đi, còn nếu không cái cơ hội mà bạn muốn thành công có vô cùng. Tức là trước 30 tuổi hay 40 tuổi là coi như bạn không thể nào làm cái gì mà bạn có thể tồn tại giữ được hết, bởi vì bất bất, bất đắc ý là đương nhiên. Ok, anh đã gặp được triệt là hay á. Lê Văn Lượng, con chào chú, con không hỏi gì, chỉ hỏi sắp có ai qua bển không để con xin phép gửi chú mấy túi ngâm chân với dầu xoa cho đỡ lạnh đau khớp chân ạ. Cảm ơn bạn nhưng mà không, chưa, hiện tại chưa có ai qua hết. Bạn Nguyễn Trang này là kêu ship hàng là không nên, đừng nên mất tốn tiền mấy cái việc vô ích như vậy, chỉ cần có tâm nghĩ là đủ rồi, các bạn đã nghĩ là tôi đã xài rồi, không cần phải gửi. Thầy ơi cho con hỏi, bé gái nhà con năm nay là 9 tuổi, đêm ngủ bé cứ dậy đi lung tung, đến sáng dậy không nhớ gì. Cái này gọi là mộng du. Bạn tốt nhất bạn nên bày cho cháu trước khi ngủ đó thì niệm Phật Dược Sư hay là trì cứu thần chú, mấy cái đó, hoặc giả là bạn nên tìm cái bài vấn đề phong thủy đó bạn làm theo nha. Hoặc là không, nếu mà bạn cháu không đọc được thì bạn có thể mở trì cứu thần chú ở trong phòng cho cháu nghe. Okay. Mấy cái này bạn vào trong làng ta, bạn hỏi người ta chỉ cho, hoặc bạn tự tìm bạn cũng biết. Rồi. Bạn này hỏi con này hay nè, Triệu Tử Long. Vậy các thầy xem tử vi xem sai hay nói những điều không nên tiết lộ thì sẽ gánh nghiệp quả hay hả thầy? Cái điều này đó nó cũng không phải là 100% như vậy, nhưng mà đa số và thường nó sẽ là như vậy. Bởi vì thứ nhất, nếu bạn xem cho người ta mà bạn làm cho người ta khủng hoảng, bạn làm cho người ta sợ hãi, cái điều này nó không tốt chút nào hết. Tức là bạn đang làm một cái việc rất ác. Nếu như tôi nói thì người ta chỉ có 50%, tôi sẽ nói tăng lên 100%, có nghĩa là tôi nói nhiều hơn cái sự thật. Vậy tôi có ác không? Không. Tại sao tôi không ác? Bởi vì tôi nói cho họ sợ và tôi đợi khi nào mà họ sợ khủng hoảng rồi. Ngay lúc đó nếu họ không muốn tôi giúp thì sau khi họ về họ sợ họ khủng hoảng đó, họ sẽ trở lại nhờ tôi giúp. Và khi họ trở lại nhờ tôi giúp, tôi sẽ bày cho họ tu và họ sẽ không bao giờ bị gì hết. Thế như vậy có nghĩa là tôi đang giúp họ chứ không phải tôi hại họ. Còn nếu như anh nói ra những cái điều điều mà nó không giúp gì được cho họ, anh cũng không có cách gì anh hóa giải cho họ được, thế thì anh nói ra làm gì? Anh chỉ làm người ta khủng hoảng, đó là một cái tội nhất định anh sẽ phải trả cái giá rất nặng. Cho nên thầy bói, các thầy tử vi bói toán phong thủy mà họ làm, nghĩa là những cái điều như vậy đó, cuộc đời của họ, cuộc đời của con họ, dòng họ họ, bạn có thấy tốt gì không? Chả có tốt lành gì hết, đúng không? Còn tôi khi mà họ hỏi tôi nói là họ khủng hoảng lắm, tôi nói tại vì tôi, mục đích của tôi là nói cho họ khủng hoảng mà, tôi nói cho họ sợ, vì sợ thì họ mới tu, không sợ đâu tu, thấy nha, không sợ ngu gì tu, trên đời này người mà không khổ ai dạy gì tu,
trừ những cái bậc bậc thánh thiện họ sinh ra để họ tu, họ trở thành Bồ Tát, họ trở thành Phật, thì dĩ nhiên là họ sinh ra là họ tu cũng cần phải ai hăm dọa gì họ, mà họ cũng cần phải khổ, tự họ thích tu thôi chứ không phải vì họ khổ họ tu. Chuyện nó đơn giản ai cũng có thể hiểu được đúng không? Rồi cho nên tóm lại làm mấy cái nghề đó đa số là chỉ có xấu chứ không có tốt, không giúp được người ta thì tuyệt đối đừng nói, hãy nói được là phải giúp được. Rồi, thưa thầy cho con hỏi, con là phụ nữ mà to gan ưa làm việc lớn và hay quyết định mọi chuyện, thích lo hết cho mọi người và rất đau khổ khi mọi người không thương mình, do con hay nóng tính và áp đặt. Thầy cho con lời khuyên với ạ. Thầy cho là phụ nữ phải yếu đuối và giả ngu thì mới sướng được và được yêu. Không phải đâu, tại vì cái đó là bản ngã của bạn nó to quá. Okay. Bạn bạn làm vì bạn chứ không phải là bạn làm vì người ta. Tại vì nếu mà bạn vì người ta đó thì khi bạn làm xong bạn đâu có nhớ, mà bạn không nhớ thì dù họ có đối xử với bạn thế nào bạn đâu để tâm đâu, bạn cần gì mà phải phải nóng nảy đúng không? Thành ra tính tới tính lui chỉ là bạn làm cho bạn thôi, bạn vì bạn là chính chứ không phải vì họ. Okay. Bây giờ bạn muốn tu gì đơn giản lắm, hãy trở lại làm vì họ, khi làm rồi quên không nhớ gì hết thì khi mà họ đối xử với bạn xấu bạn cũng sẽ cảm thấy bình thường, có vấn đề gì hết. Okay. Dung Vũ, con xin nhờ thầy, con sinh năm 1995, cháu có thể có thể kết hôn với tuổi 98 hay không? Ủa, thích thì kết hôn thôi chứ nó dính dáng gì tới tuổi tác gì đâu. Tuổi tác chả có dính dáng gì nhau hết. Vấn đề là nghiệp quả của họ thôi. Nếu mà số nó phải bỏ chồng, bạn có lấy tuổi nào nó cũng bỏ hết. Có lựa tuổi tốt nhất nó vẫn bỏ. Hay nếu nếu mà nó có số chồng phải chết, bạn có chọn cho nó cái tuổi nào đi nữa nhất định thằng đó về phải chết. Tại vì những cái này tôi đã coi cho những người trong gia đình tôi và tôi nói trước cả mười mấy năm nữa. Rồi họ cũng phải chết. Sự thật nó là chỉ đơn giản vậy thôi, cho nên bạn đừng tin những cái chuyện đó, đó là những chuyện tào lao. Okay. Xem tuổi để mà coi sống chết hay là tốt xấu đó là hoàn toàn là 95% là tào lao, nếu tôi không muốn nói quá đáng là 99%. Tôi bớt lại cho 4% đó, gọi là tôi lịch sự và tôi rộng rãi thì cho bớt lại đó. Chứ còn không là tôi phải nói là 99% là tào lao. Okay. Tất cả là do nghiệp quả của mình, nó không dính dáng gì tới tuổi gì hết. Người thân của tôi là tuổi, nghĩa là tuổi tam hợp đó, lấy vẫn chết, mà tôi nói trước luôn chứ tôi không phải tôi đợi tới gần chết tôi mới nói đâu, tôi nói trước. Thầy ơi, hằng ngày niệm trì dược sư nhưng bản thân không ăn chay và lại còn làm nghề bán hàng ăn uống, như vậy có tác dụng không ạ? À? Cái điều này đó, khi mà bạn vẫn phải vì sự sống, vì nếu bạn không biết làm cái gì khác thì bạn bán đồ mặn như vậy đó, thực ra là nó không tốt, nhưng mà nếu mà mình vì sự sống thì mình cứ vẫn tiếp tục làm. Nhưng mà khi bạn niệm dược sư đó, ngài rất là hay, cái tài tình của Đức Dược Sư đó là ngài sẽ chuyển hóa bạn. Bạn cứ niệm đi, bạn đừng có lo gì hết, bạn cứ chí thành bạn niệm một thời gian, tự nhiên ngài sẽ chuyển hóa và bạn sẽ ăn chay. Bạn thấy tất cả bao nhiêu ngàn người vào trong làng ta, có người nào tôi khuyên đi ăn chay không? Rất rất là hiếm, có thể một hai ba người gì đó thôi, những người mà nghiệp nặng quá tôi mới nói, còn không là tôi không bao giờ nói tới. Nhưng mà tại sao đại đa số là họ đều trở thành ăn chay hết vậy? Đó chính là tại vì đa số ở trong làng ta là tu theo dược sư đó, cho nên là tự động rồi sẽ ăn chay nha. Thành ra bạn không có lo gì hết, bạn cứ niệm, cứ Nam Mô Dược Sư Phật, Nam Mô Dược Sư Phật thôi, bạn cứ trì suốt ngày như vậy đó. Thì rồi bạn sẽ tự động bạn ăn chay, rồi từ từ bạn sẽ có cái duyên bạn thoát ra khỏi cái ngành làm nhà. Ok đó. Bạn đừng có lo, cứ tiếp tục, hãy có tu là tốt rồi. À, con trước giờ không, bạn này là Nhất Chi Mai, con trước giờ không mê cũng không tin tử vi bói toán và lười tìm hiểu về lĩnh vực này lắm, đôi lúc con lo mình không hiểu biết về tử vi vận số như thế có tốt hay không, nhưng nay nghe thầy giảng con thấy mừng quá. Vậy thông minh đó.
Kệ nó, cứ ngu ngu mà nghe vậy đi, nó sẽ có được nhiều cái lợi lắm. Còn mà cứ đòi thông minh để đi xem tử vi bói toán đó, chết chắc à. Bạn cứ ngồi đi, bạn thấy không? Tất cả những người đi xem tử vi bói toán đó, tối thiểu là 80% là chết chắc. Nếu tôi không muốn nói là 90% là chết chắc. Rõ ràng là 80% là chết chắc. Những người xem tử vi bói toán, bạn đi coi thử xem có được mấy người. Mấy người là được tốt. Được tới 10% hay 20% không? Rất rất ít. Hầu như là không có. Chỉ có được 500, 5%, 10% tốt thì có. Vậy có đáng để mình phải bỏ thời gian ra mình làm cái chuyện tào lao vậy không? Đúng không? Rồi. À, lại là bạn Nhung Hồng nữa. Thưa thầy cho con hỏi, bé gái nhà con năm nay 9 tuổi. À cái này hồi nãy mình trả lời rồi mà. Vậy nó chạy lại à. À, Nga Lê, con thì chồng nhiều tuổi hơn nên khó chia sẻ lắm thầy ạ. À, thế nên mọi việc con toàn cam chịu và chịu thiệt về mình. Con sinh năm 1978, còn chồng con 1970. Ôi trời, có 7 tuổi mà nó đâu có gì đâu mà có 8 tuổi thôi. À, sở dĩ là tại vì bạn, tâm của bạn nó chưa mở đủ ra để mà hoan hỷ chia sẻ thôi. À, hoặc là bạn với chồng có cái gút mắc gì đó. Cho nên nó mới như vậy. Bạn tu đúng nha, và bạn nói chuyện tâm thức. Bạn vào trong làng ta, bạn gõ cái chữ nói chuyện tâm thức với chồng. Rồi bạn theo đó bạn nói anh ta đối xử với bạn như thế nào, không có chia sẻ được với bạn như thế nào, hay bạn không thể chia sẻ với anh ta như thế nào, thì đó là nghiệp của bạn. Thì bạn cứ đem cái đó ra bạn nói chuyện tâm thức với anh ta. Lâu lắm 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, tự động hai vợ chồng sẽ hoan hỷ nói chuyện với nhau giống như bạn bè vậy đó. Giống như là người người hai 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 người bạn thân vậy đó, dễ lắm, không có khó gì hết á. Mấy cái chuyện đó trong làng ta nó xảy ra dãy đầy, tính không hết, đếm không nổi. Okay. Hồ Lê Ngọc Hà, dạ con chào thầy, con tên là Hồ Lê Ngọc Hà, sinh năm 94, còn quá trẻ, đừng coi bói, giết chết cuộc đời uổng lắm con. Con chỉ nên lo làm những chuyện cần làm thôi. Con làm ngành y và chuẩn bị qua Tết thì thi viên chức nhà nước, con làm những gì để thi được may mắn thuận lợi vậy đó? Thì bà, thì con cứ vào trong làng ta, gõ cái chú học nhiều hiểu rộng, chú thông minh trí tuệ đó, hoặc là con có thể trì chú Vô Tận Tạng Đà Ra Ni, thì đi thi nó sẽ đi rất là dễ thành tựu, dễ đậu. Okay. Hoặc nếu mà hồi nào giờ không biết mấy cái đó mà chuyên trì chú Đại Bi, thì cứ trì ngày 21 biến chú Đại Bi đi thi cũng sẽ rất dễ đậu. Ha. À, Chuyên Hồng, con chào thầy ạ. À, thầy ơi cho con hỏi giúp con của chị bạn. À, con gái năm nay 30 tuổi, bé đó nói chuyện với con có người âm theo 7 năm nay rồi. Thì cái này đó, tốt nhất là bạn phải vào trong làng ta và bạn gõ, hay là bạn cứ lên Facebook bạn gõ bị vong nhập một quanh năm mà ăn thua gì dưới tên của Hoàng Quý Sơn, hay là bạn đi vào trong làng ta ngay trong cái ở trên đầu tiên của cái mục mà gọi là chủ đề đó, bạn bấm vào cái chủ đề tìm cái chỗ vong nhập, bạn bấm vào đó sẽ có cách để hướng dẫn. Ok. Vâng Lê, thầy ơi cho con hỏi chồng con tuổi Kỷ Tỵ, con tuổi Canh Ngọ, con gái đầu con tuổi Quý Tỵ, con trai con tuổi Bính Thân. Người ta nói nhà con kỵ tuổi, cha kỵ con, chồng chị kỵ em, rồi tùm lum nên làm ăn khó khăn được. Cái đó là tào lao. Ok. Đó là một cái tào lao nhất ở trên đời. Đó là cái chuyện mà nghĩa là chỉ có người ngu mới tin, còn người có trí tuệ không ai tin cả. Cho nên là bạn cũng tốt nhất là đừng nên tin. Đó là nghiệp quả của mình thôi. Khi vận xui tới thì tất cả mọi thứ nó phải xấu, bởi vì cái nghiệp của mình nó đến làm bạn trốn kiểu sao, chỉ có cách bạn tu là nó hết. Bạn không tu không cách gì hết được hết. Bạn có tuổi nào bạn cũng cứ phá sản. Bạn cứ coi đi, bao nhiêu người vợ chồng tuổi tác đều hợp với nhau hết, thế thì tại sao nó phá sản? Vẫn cứ phá sản. Đấy. Cho nên đừng tin vào những cái chuyện rùi bu đó. Tại sao tôi dùng cái chữ rùi bu? Bạn biết con rùi nó bu vào những thứ gì đúng không? Rùi bu tức là nó đâu, nó bu vào những đống phân đó.
những cái chuyện giống như là chuyện đó là chuyện giống như nó thúi như đóng phân vậy đó, mình đừng có tin. Đấy. Thầy ơi, thân cư Tài Bạch nhưng Tài Bạch chỉ có Lưu Tấu Thư và Lưu Thiên Hư, ở dưới có sao Tiểu Hao Tế Phá thì là người như thế nào? Ủa bạn đó, thân cư Tài Bạch, cái này là bạn muốn coi tiểu vận mất rồi, cho nên cái đó nó không phải là vấn đề. Đấy. Chỉ là bạn biết đó là tiền bạc của bạn không thể giữ được, và bạn cũng không có đắc ý về tiền bạc, hay là cuộc đời của bạn nhiều điều bất như ý. Ý nghĩa của nó là như vậy đó. Thưa thầy, thầy giúp cho con. À xin lỗi, các bạn Hạ Ốc. À, thiên di có thiên không gặp tuần thì sao vậy thầy? À, lại nằm ở La Võng Thịnh Tức. À, nếu mà nó gặp tuần thì tức là nó giảm đi cái tính chất của thiên không. Chuyện nó chỉ đơn giản vậy thôi. Tại vì cái sao đó là những sao ngăn cản. À, khi nào mà đại vận nó tới thì nó sẽ mở ra, hoặc là đại vận nó đến mà nó xuất không điện thực thì nó cũng sẽ mở ra. À, bạn Hoàng Hương, thầy ơi cho con hỏi, chồng con sinh năm 1960, con sinh năm 1966, có phải hai tuổi đó xung khắc nhau? À, thật ra đó là tuổi Canh Tý với lại tuổi Bính Ngọ, thì hai tuổi đó nó gọi là hai tuổi thiên khắc địa xung, nhưng không có nghĩa là cứ thiên khắc địa xung thì là không thương nhau, không yêu nhau, không sống hạnh phúc. Bằng chứng là thằng em vợ của tôi là tuổi Tân Hợi. Vợ nó là tuổi Đinh Tỵ, có nghĩa là cũng vẫn là tuổi thiên khắc địa xung, giống hệt như bạn vậy đó, giống y chang kiểu của bạn. Hai vợ chồng nó sống rất hạnh phúc, sinh ra ba đứa con trai đây, không có vấn đề gì hết. À, trong khi nó là thuộc vào cái dạng là không thể có baby. À đấy, nhưng mà rồi tôi có nói, và chồng nó tu rất là tinh tấn, thành ra hai vợ chồng ráng mà tu, rồi cuối cùng nó có ba đứa con trai. Đấy. À, chuyện đó không có gì để phải lo hết, không có gì bạn phải bận tâm cả. Tất cả đều do mình, nhân quả là do mình tạo. Mình tạo ra nhân tốt thì kết quả nó sẽ tốt, mình tạo ra nhân xấu thì kết quả nó phải xấu. Bạn không thể tạo nhân tốt mà đòi kết quả tốt là chuyện nó không thể có. Bắn thế nào bạn đi bạn đi trồng cây gai gốc mà bạn mong nó đừng có gai gốc thì chuyện có. Ok. À, có một cái bạn này không có Facebook của bạn không có hình ảnh, cho nên tôi xin lỗi không trả lời bạn, bởi vì tôi không muốn nói chuyện hay kết bạn hay làm quen với những người mà avatar không có. Tôi nói thẳng bạn cũng đi xin thông cảm, đừng có giận. Bạn muốn mà tôi trả lời cho bạn thì lần sau bạn nhớ phải để hình ảnh, vì tôi không thích nói chuyện với người mà nó không không. Bạn mới có cái hình gì đó. Ok. Đó là chưa kể, tại vì cái câu hỏi của bạn đó nó hoàn toàn nó không có dính tới bạn, thành ra tôi không trả lời chứ không có gì hết. Thầy ơi, mệnh con có thái dương thái âm, dưới có thiên khôi. À, vậy thì chỉ có sửu mùi mới có thái dương thái âm thôi. À, đường phù nguyệt đức thiên hỷ gặp tuần thì có nghĩa là gì? Nếu mà bạn ở tình bạn ở sửu mùi đó nha, mà bạn gặp tuần đó, hay là bạn gặp triệt đó, thì cái đó là mừng cho bạn, đó gọi là may mắn. Tại vì giống như mặt trời mặt trăng mà nó được vạch ra, nó bị mây che hay gì đó, nó được hay là nó tối tăm mà nó được vạch ra, cho nên là nó trở thành sáng sủa tốt đẹp. Ok. Nếu nó gặp thêm một vài sao tốt nữa, nó sẽ trở thành Lý Khánh Vân, cũng giống như là mây ngũ sắc vậy đó, rất là đẹp. À, còn bạn Trần Mung, dạ thưa thầy, con sinh ngày 28 tháng 10 88, sang năm con muốn sinh con nuôi, thầy hoan hỷ xem giúp con có được thuận lợi không. Khi mà bạn chân thành bạn sinh con nuôi, và bạn cầu nguyện để bạn sinh con nuôi, và mong rằng đứa bé nào là đứa bé có nhân duyên với bạn sẽ tìm đến bạn.
để bạn được nuôi nấng nó một cách tốt đẹp thành người và lợi ích cho xã hội, thì nhất định mọi thứ nó sẽ được thành tựu thuận tiện. Còn khi mà bạn hỏi như vậy là trong tâm của bạn nó đã không có cái sự thành thật đó rồi, cho nên hay hoặc là nó bị thiếu, thì cái phước đức của bạn nó sẽ không có đủ. Cho nên bạn hãy làm như tôi nói đi, bạn hãy cầu nguyện như vậy đó. Mỗi tối trước khi đi ngủ bạn hãy cầu nguyện là bất kể sang năm là trai gái gì cũng được, bạn đừng chọn gì hết. Hay là nếu bạn muốn chọn mà có đủ duyên cũng được. Bạn hãy mong cầu cái điều mà lợi lạc tốt đẹp nhất cho cái đứa con nuôi đó của mình, và nó sẽ được theo cái sự hướng dẫn giáo dục của mình làm sao mà để nó mang cái lợi ích đến cho tất cả mọi người, muôn người muôn loài, thì bảo đảm là cái sự mong cầu của bạn nó sẽ được thành tựu tốt lành thôi. Okay. Còn đừng có hỏi mấy cái chuyện giống như bạn sinh, bạn tuổi gì, bạn năm nào bạn sinh thì nó tốt hay nó xấu. Khi mà bạn đã có cái tư tưởng đó thì bạn có muốn tốt, vì là bạn muốn tốt thì bắt buộc nó phải xấu. Chuyện nó rất là đơn giản, tôi nói đi nói lại nói hàng ngàn hàng triệu lần. Chỉ cần bạn không mong điều tốt thì bạn muốn cái gì nó đều, tức là bạn muốn đây là có nghĩa là trong tâm bạn nó chỉ khởi cái ý tưởng đó lên thôi, chứ bạn không phải là ngày nào bạn cũng muốn cái này mà ngày nào bạn cũng muốn. Bạn thấy các bạn mà ngày nào cũng muốn có con, ngày nào cũng muốn có con, ngày nào cũng muốn có con, xin thưa không bao giờ có con. Tại vì chính cái tâm của bạn đó nó không tốt cho nên là bạn không có con. Còn cái người mà người ta chỉ muốn có con và nói tôi biết là tôi tới cái tuổi tôi cần có con, và rồi bây giờ tôi biết là tôi đã rất khó khăn để có con, vậy bây giờ tôi tu để tôi ráng có con, thế là họ cứ cắm đầu cắm cổ chí thành họ tu thôi có con ngay. Tại vì sao? Họ nhắn tin cho tôi không biết bao nhiêu trăm ngàn người, những người mà họ không thể có con, thế mà họ nhắn tin lại, họ nói với tôi là giờ họ đã có con, và họ nhắn tin cảm ơn đó, cho nên tôi biết. Còn mấy cái bạn mà ngày nào cũng thầy ơi sao con tu 6 tháng rồi mà cũng không có con, bạn tu thêm 6 năm nữa bạn cũng không có con. Và khi tôi nói như vậy đó thì bắt đầu họ trở lại họ tu thì họ có con rồi, họ nhắn tin họ cảm ơn, đơn giản vậy thôi. Ok. Con chào thầy ạ. Con thân mệnh đồng cung tại Tý, có sao Vũ Khúc Thiên Phủ, Thiên Đức Phúc Đức Hồng Loan Đào Hoa Phi Liêm, thai phụ Thiên Giải Mộc Dục. Ây chà, trời ơi, nếu mà là con gái thì chắc ưa thích làm đẹp ghê gớm lắm. Cho nên bạn, cái vấn đề của bạn đó là thứ nhất là phải rất cẩn thận về bệnh phụ khoa, về bệnh sinh dục, và đặc biệt là phải cẩn thận kiềm chế, kìm hãm cái sự mà tham dục của mình, hay là cái nói chung là về về, về sắc dục đó, thì mình hơi mạnh. Ok. Yêu đương nó sẽ mạnh, nhưng mà vì gặp sao phi lim cho nên là bạn sẽ rất rất là khó lấy chồng. Nếu mà nó khó quá đó thì bạn nên suy nghĩ tìm một cái cách là kiếm một cái người chồng nào mà ở ngoại quốc đó, thì nó sẽ rất là tốt. Ở đây tôi không có cái lá số của bạn ngay trước mặt để mà thấy rõ mọi thứ, tôi chỉ nói theo cái gì bạn đưa đây thôi. Ok. Thì cái người chồng ngoại quốc đó không nhất thiết là họ là phải cái người mà không phải là Việt Nam nha, cũng có thể là người Việt Nam, nhưng ví dụ như bạn ở Việt Nam, bạn lấy một người Việt Nam ở Mỹ và anh ta có một cái quốc tịch Mỹ chẳng hạn, hay là ảnh có một cái tên Mỹ tại vì ảnh ở nước Mỹ mà, đó, người đó vẫn có thể coi là ngoại quốc như thường. Ok. Còn ví dụ như bạn ở Việt Nam, bạn lấy một người chồng là người Miên chẳng hạn, người Việt Nam nhưng mà sinh ra ở Miên chẳng hạn, thì cũng coi là ngoại quốc. Ok. Hiểu được cái đó để thì bạn có thể hóa giải được. Đó là những cách mà gọi là hóa giải đi những cái xấu. Chứ còn không thôi đó thì nhìn vào cái cách cục của bạn đó, người ta sẽ thấy bạn dễ, rất là dễ lấy chồng hay là nhiều lắm, nhưng mà cái này đó dễ nằm trong cái tình trạng gọi là lắm mối tối nằm không. Ok. Hoặc lấy rồi cũng khó mà ở, bởi vì cái sao phi lim nó là như vậy đó. Cái sao phi lim nó đóng ở tại cung mệnh là tối kỵ mà nó không có hợp, khi nó đi với đào hoa này kia nó càng không hợp, bởi vì nó phá cách mà, nó phá nát hết cái thằng đào hoa hồng loan, rất rất là không vui về tình cảm, hoặc là có lấy rồi cũng không tốt, hay là những chuyện không tốt về tình cảm nó thường xuyên xảy ra. Ok nha. Và nó đến một cách rất là thần tốc nữa, chứ không phải là nó đến chậm chậm đâu. À,
Có một bạn này gọi là Hoàng Hương Giang, bạn này cực kỳ may mắn là bạn không biết gì về tử vi, thì tôi xin thưa với bạn đừng có ngu ngốc mà để tìm hiểu về tử vi, chỉ có người ngu ngốc mới tìm hiểu tử vi thôi. Cho nên là bạn là người rất là may mắn, bạn được nhiều phước đức, không nên tìm hiểu về tử vi bạn nha. Nhớ, nếu bạn muốn được phước thì đừng biết tử vi, thì cuộc đời của bạn sẽ gặp rất là nhiều may mắn và dễ có cơ hội thành công. Bạn biết tử vi cuộc đời bạn chết chắc, chết chắc 70% là bạn chết chắc, 80% chết chắc. Rồi Hảo Hảo Đoàn, thầy ơi cho con hỏi cung phu của bé gái nhà con như thế này thì có vấn đề gì không ạ? Trời ơi, mới con gái, con mới có bao nhiêu đó mấy tuổi mà đã muốn biết mấy cái này làm gì? Tử vi thiên tướng thiếu dương, địa không thiên không tướng quân, địa võng đóng canh tuất, đóng ở canh tuất và ngọ, cần phải tu tập như thế nào? Nói chung thì cái người này đó, nếu mà người chồng biết tu tập thì sẽ rất tốt, nhưng mà cái anh này dù bằng hình thức nào thì ảnh là một cái người, ảnh vẫn có một cái tính gọi là bá đạo có nghĩa là anh có thể trở thành một người tốt mà cũng có thể trở thành một người cực kỳ hung hiểm đó. Nhưng mà ảnh là một người có tài, người này là người dám nói dám làm, vậy chỉ có một điều là ảnh sẽ có cái cách sống rất là lập dị, sẽ không giống ai hết đó. Đừng có đòi hỏi ảnh 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 sống như giống như bao nhiêu người khác thì không được. Cho nên cô này bắt buộc là cô phải tu rất rất là nhiều. Bạn muốn biết thì bạn vào trong làng ta, bạn tập, bạn tu cho thiệt giỏi rồi bạn hướng dẫn lại cho cô ta. Okay. Còn ngoài ra không có cách gì thay đổi hết. Có một bạn này Hoàng Anh đó, bạn muốn biết về sao tiên không thì bạn trở lại khúc đầu tôi đã nói rồi, bạn cứ việc trở lại mà xem nha, đợi hết video rồi bạn coi lại bạn sẽ biết. Thầy năm nay con bệnh quá, tâm con muốn tu tại gia vì nhà con có thờ Phật mà ba con mất giờ con không biết sao thầy. Ủa thì bạn muốn tu thì bạn cứ việc bạn vào làm rồi bạn tu thôi, có vấn đề gì đâu, sao tự nhiên lại lại đặt ra những vấn đề kỳ vậy? Ok, bạn muốn hết bệnh á thì bạn cứ vào làng ta gõ cái chữ lạy sám hối rồi bạn cứ theo cái hơi video đó mà bạn làm thì tự động 3 tháng 6 tháng bạn sẽ lập tức hết bệnh tật thôi. Ok, chuyện đó nó nhỏ như con thỏ vậy đó, dễ như con dế vậy đó. Rồi Phạm Ánh Hòa, thầy ơi con hỏi con có vết bớt trên mặt thì làm sao? Chịu thôi, chỉ có đi tẩy trang thôi chứ không có cách gì làm cho bạn hết được hết, tại vì cái đó nó đã trở thành cái tật rồi. Ok, cũng hết được, nhưng mà bạn vẫn có thể dùng cái số 260 hoặc là 2600, 260 hoặc là 2600, bạn thử đọc liên tục xem nó có giúp được gì hay không, nhưng mà tôi nghĩ rất là khó. Thầy ơi, thầy có thể giúp con xem đôi nét về cung mệnh của con như sau không ạ? Nếu mà nói không thì sao ta? Mệnh Thiên Lương, Long Đức, Hồng Loan, Thiên Thọ, Phi Liêm, Tuần Mão, Thủy. Tuần Mão, Thủy Tuyệt là sao? Tuyệt. Thì bạn là một cái người nói chung là tính tình nhẹ nhàng, tại vì sao Thiên Lương là nó chủ về nhẹ nhàng. Bạn có nhiều phước đức, nhưng mà phải nhớ như vậy, hãy hãy phụ nữ mà gặp mấy cái sao Hồng Loan Đào Hoa, Hồng Loan Phi Liêm, Hồng Loan hay là Đào Hoa Phi Liêm, gặp tuần gặp triệt đó, là mình biết là cái tình đường tình duyên là nó rất 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 là trục trặc. Nhưng mà người có long đức tức là người sống đạo đức, vậy thì bạn hãy đi về con đường tu tập và ráng tu tập, rồi đừng có nghĩ về chuyện tình cảm. Hay là lu bu về tình cảm thì như vậy mình sẽ gặp nhiều may mắn về tình cảm. Còn cứ mong cầu có tình cảm cho tốt, hay là được người yêu hay người thương mình cho thật nhiều, hay chồng thiệt tốt về tình cảm với mình thì nhất định bạn sẽ khổ. Tôi lặp đi lặp lại rất đơn giản, cái gì bạn càng mong muốn nhất định bạn sẽ khổ, vậy thôi. Cho nên là ít mong muốn, không mong muốn thì nhất định sẽ được tốt. Thầy cho con hỏi con trai con
sinh năm 2015 bị bệnh bại não kèm động kinh thì con nên tu tập như thế nào? Trong Hoàng Quý Sơn Channel có một bài viết về cái bạn đó đã giúp cho con mình hết bại não, lành bệnh. Bạn tìm cái bài đó mà bạn đọc. Nếu bạn không có thì bạn nhắn tin hỏi con Tâm Đồng, nó sẽ chỉ cho bạn nha. Ngọc Nêu, thầy cho con hỏi làm sao để biết duyên nợ vợ chồng hết hay còn? Có phải con còn yêu là vẫn còn nợ không thầy? Đúng vậy, hễ khi hết là lập tức bạn có năn nỉ gì đi nữa thì anh ta cũng đá đít bạn anh ta đi. Còn hoặc giả là khi hết rồi thì anh ta dù có nói lời ngon, lời đường, lời mật gì, bạn cũng thấy nó vô ích, vô bổ, không có giá trị gì và bạn cũng không chấp nhận, cuối cùng rồi cũng phải đi. Thưa thầy, khi đọc sám oan gia thì con thấy có đoạn quy y cho oan gia trái chủ trong khi bản thân con lại chưa quy y, thì có thể quy y cho oan gia trái chủ được không ạ? Con cảm ơn thầy. Cái điều này đó thì nó như thế này, giống như là bạn đọc ra một cái bài để giúp cho người ta hiểu được. Dĩ nhiên là nếu bạn quy y rồi thì bạn quy y cho họ là cái điều đó rất tốt, không nói, đúng không? Nhưng mà nó có những cái vấn đề giống như là bạn, chính bạn cũng chưa có thực chứng cái điều đó. Nhưng mà vì bạn nghe cái những cái người mà đã thực chứng điều đó và những người mà bạn tin tưởng một cách tuyệt đối hoàn toàn, thì bạn nói lại cho người ta nghe. Và đôi khi có những chuyện, ví dụ như bạn đọc cái sách đó bạn không hiểu, nhưng mà khi bạn nói lại cái người nghe họ lại hiểu, thế thì nó vẫn có lợi mà, đúng không? Thành ra đừng có đặt nặng quá mấy cái vấn đề như vậy. Tại vì tu Phật là tu tâm đó. Bạn quy y Phật là bạn quy y tâm, chứ không phải hễ ông thầy quy y cho bạn thì coi như là bạn đã được quy y. Ví dụ có một cái người mà từ nhỏ được quy y rồi, từ lúc 3 tuổi, 4 tuổi có biết gì về quy y đâu. Cho nên cái sự quy y đó nó có giá trị gì không? Nếu bảo không có giá trị thì không đúng, nhưng mà có giá trị nó cũng không đúng. Bởi vì cái người đó có biết gì đâu, đúng không? Cho nên hễ mình tu Phật thì mình chỉ tập trung vào tu tâm là chính. Bạn thành Phật là bạn thành từ trong cái tâm này nè, chứ không phải là bạn cái trên trán bạn nó có viết cái chữ Phật rồi các bạn thành Phật, không có đâu. Thấy chưa? Con chào thầy, con thân cư phu thê lại còn hồng loan đào hoa địa không hóa kỳ thiên siêu đại ao lưu tăng môn, lại thêm ngu si không biết còn bỏ thai nữa thầy. Thầy có lời khuyên nào cho con? Bạn đi lễ sám hối suốt đời thì chỉ có cách đó mới giúp bạn được thôi. Ok. Và bạn cần phải sám thai nhi. Còn không, bạn cầm chắc như sống cũng như chết. Mà nhiều khi sống khổ hơn chết. Rồi. Thầy ơi cho con hỏi, có hỏa tinh thiên khốc, thiên không, thiên hư, thiên việt, thiên trù trong cung bào thì như thế nào? Cung bào của bạn đó thì những chuyện xấu đó nó có thể nó xảy ra đến anh chị em của bạn mà thôi, nó không có dính dáng gì tới bạn, trừ phi là cái đại vận của bạn đi vào cung đó thì nó trở thành gọi là lưu mệnh của mình, thì lúc đó nó mới ảnh hưởng vào bạn. Còn ngoài ra nó chỉ là chuyện của anh em bạn thôi. Có thể là anh ta nên tránh đi chơi những cái nơi mà nó có liên can tới hút như bạch phiến hay là phê chích thuốc lắc, hoặc giả là những nơi mà nó có thể nó đâm chém bắn giết đó, nên tránh, vì ảnh có cái tai nạn hình thương như vậy nó rất là nguy hiểm, nên tránh đi. Và bạn và anh ta, cuộc đời của anh ta thì hay là những người anh em của bạn đó không có được như ý, bất đắc ý, và bạn với họ cũng không có dễ nói chuyện với nhau, không có hợp tánh với nhau. Và đến đây đó thì chắc có lẽ là chúng ta nên ngừng, vì xin các bạn đừng hỏi thêm nữa nha. Những bạn nào hỏi thêm nữa thì tôi sẽ không trả lời nữa đâu, cho nên các bạn cũng đừng buồn ha. Có bạn An An.
Có bạn An An, con chào chú ạ. À, chú cho con hỏi lá số của con: thân cư quan lộc có thiên lương, thanh long, tả phù, hóa quyền, thiên mã, tuế phá, thiên hư. À, khi mà bạn biết rằng đó, hễ cái gì mà nó nằm ở trong cái hàng ngũ của tuế phá thiên hư đó, thì mình đừng có nên bận tâm về nó quá. Hễ nếu mình bận tâm về nó quá thì bắt buộc mình sẽ bất đắc ý. Mà nhớ như vậy. Cũng giống như tôi nè, trong cung điện của tôi là có tuế phá thiên hư, có mã tuế phá mã phá hư, đúng không? Nhưng mà các bạn thấy đó, tại ví dụ như nếu như người khác đó, họ sẽ rất là khổ và họ sẽ tạo ra những cái chuyện mà nó không lành cho trong cái cung điện của họ. Nhưng mà ví dụ như tôi có những cái nhà tôi cho ta thuê, mà người ta thuê mà tôi cứ thiếu quanh năm, mà nó tháng nào cũng thiếu á, tháng nào tôi cũng gọi tôi nhắc họ một cách từ tốn, mà tôi có nhiều khi nhắc từ đầu tháng tới cuối tháng họ mới trả, hoặc qua tháng họ mới trả. Thấy không? Tế phá tức là bất đắc ý đó. Thì người ta có thể lấy cái đó làm bất đắc ý, và người ta có thể rất là tức giận, hoặc là người ta sẽ làm những cái điều không tốt đối với người người thuê. Nhưng mà mình phải hiểu người thuê đó là khi mà họ khổ thì họ mới như vậy, chứ nếu họ có tiền có ai dạy gì có tiền mà không trả, đúng không? Thành ra tôi tìm đủ mọi cách tôi ưu ái cho họ, giúp đỡ cho họ, tiền phạt tôi cũng phạt, nhưng mà tôi phạt rồi tôi trừ vào những cái khoản mà họ không thể trả, tôi không nói cho họ biết, nhưng mà tôi tự làm, vợ chồng tôi tự làm. Bạn thấy đó, nhờ như vậy mà bao nhiêu năm họ vẫn trả tôi đầy đủ, không thiếu gì hết, chỉ là nó không vui thôi. Nhưng mà họ người khác có thể thấy không vui, nhưng tôi thấy rất bình thường. Thế cho nên nếu mà mình đặt nặng vấn đề về tiền bạc thì tự nhiên mình khổ. Thí dụ mình đặt nặng về vấn đề mà tôi phải được cái công việc này, tôi học như vậy, tôi ra tôi có bằng cấp như vậy, thí dụ tôi tiến sĩ tại sao tôi không làm được cái việc này, hay tôi có cái bằng thạc sĩ tôi lại không làm được việc này. Hễ bạn bận tâm như vậy thì nhất định bạn sẽ trong công việc của bạn nó chỉ có từ xấu tới thui hẻo thôi, không có tốt lành gì được hết. Ok, cho nên hễ càng không bận tâm về nó, mình biết cái cung đó nó đã không tốt rồi thì mình không bận tâm về nó thì nhất định nó sẽ tốt. Ở đây tôi nói không bận tâm có nghĩa là không để ý nó, chứ không phải là không cố gắng hết sức để làm mọi việc nó được tốt nhất. À, hai cái đó nó khác nhau, cũng giống như những gì tôi làm tốt nhất trong cái cung điện của tôi đó là vì tôi, vì cái tâm của tôi muốn người ở thuê được lợi ích, nó chỉ vậy thôi. Rồi, ok, bây giờ đến đây thì chúng ta có lẽ là phải nên tạm dừng cái cuộc nói chuyện này, bởi vì chúng ta đã nói cũng 2 tiếng 6 phút 32 giây rồi. Thì bây giờ chúng tôi xin kính chúc tất cả các bạn ở Việt Nam hay là ở trên toàn thế giới sẽ có một mùa Giáng sinh thật là an lành, hạnh phúc, và cầu chúc cho bạn và gia đình, toàn thể gia đình của các bạn đều được sự lợi ích đó, được đêm ngày sáu thời đều an lành, tất cả các thời đều an lành. Xin kính chào toàn thể các bạn nha. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại lần sau.